dời kéo ưng liền hồng tầm nói ưng lời chân chân là phúc lành cao thượng hiếu thuận bằng sân thành chăm sông bờ và con sông bằng nghệ lương thiện là phúc lành cao thượng bố thi hành đúng pháp dương ưng hàng nguyên thuộc hành vi không nổi lầm là phúc lành cao thượng xả lý tâm niệm ác tự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lành cao thượng biết cung kính kiêm nhường trí tuống và trí ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thương yết kiến xa môn tùy thời cảm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được lý anh đê chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biệt đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao Nam mô Bụt Tha. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Tham Ma trên vào thứ mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Newton từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con khai ma thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào quý đạo hữu. Hôm nay thứ ba, xin lỗi quý vị, ngày 26 tháng 5 năm 2020. Bài học hôm nay là tiểu kinh nghiệp phân biệt từ câu 1134 đến 1135 sẽ do Thượng Tọa Pháp đang giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc hệ thế gian dài vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sinh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Tha Dạ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa.
kinh hạnh, kinh lễ bái Tam Bảo. Và tiếp theo thì con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thà. Nam mô Bụt Thà. Kính trình lễ Đức Phật, kính trình lễ Giáo Pháp, kính trình lễ chúng thịnh văn đệ tử Phật. Kính chào Thượng Tọa Nhật Đẳng cùng chư tịnh đức, thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, trước hết xin trình với Thượng Tọa Nhật Đẳng là hôm nay được biết Thượng Tọa Tề Quyền xin phép vắng mặt vì đi xa, nên chúng tôi có thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng điện khuyết cho giảng cho bài học ngày hôm nay, và Thượng Tọa đã nhận lời rất là hoan hỷ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, nghiệp báo không thể nói đủ và nói hết, nghiệp quả bất khả tư nghị. Nhưng một số điểm căn bản của nhân quả mà có thể giảng được nội dung như trong bài kinh ngày hôm nay, tiểu nghiệp phân biệt. Đức Phật đã giảng cho thanh niên xuất phát Tô Đề Giác. Thanh niên xuất phát là con của Bà La Môn Tô Đề Giác, đến bạch hỏi Đức Phật về sự không bình đẳng giữa xã hội loài người. Như là tại sao có người trường thọ, có người yếu thọ, có người thiểu bệnh, có người đa bệnh, có người đẹp, người xấu, người giàu, người nghèo, người sang, người hèn, vân vân. Thì Đức Phật ngài dạy tóm tắt là do nghiệp phân loại. Và sau đó do cái sự yêu cầu của thanh niên xuất phát, và Đức Phật ngài giảng giải về cái nghiệp hành đi dẫn đến các cái quả tốt quả xấu. Bài kinh này cũng không dài lắm, chỉ nhắc đến bảy cặp phạm trù nhân quả. Mỗi một cặp nói đến cái tốt và cái xấu do cái nghiệp gì mà làm được như vậy. Đây là những điều rất căn bản để hiểu được nhân quả một cách đại lược. Bài kinh này có nhiều lợi lạc cho chúng ta. Bây giờ thì xin mời sư cô Kima đọc cho chánh kinh của bài học, rồi sau đó xin cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng giảng sư hôm nay sẽ giảng trọng rãi ý nghĩa này với cái sự dẫn chứng giải thích. Xin mời sư cô Kima. Nam mô Bụt Thà. Dạ, Nam mô Bụt Thà giá. Con xin thay mặt đại chúng thành viên đã dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ, kính bạch ngài và quý sư. Con hôm nay con xin điền khuyết giúp Xích Phong Lan. Và sau đây con xin đọc bài Nam mô Bụt Thà nhé.
nghiệp phân biệt. Chủ là cầm mắt quy hằng sư tá. Chữ cầm mắt quy hằng gá nghĩa là phân tích về nghiệp. Bài tiếp theo, kinh số 136 cũng phân tích về nghiệp, nhưng dài hơn. Do vậy, bài kinh này là tiểu kinh, quả của nghiệp, vốn khó thể nói đủ và nói hết. Nhưng một số điểm căn bản của nhân quả có thể giảng lược như nội dung của bài kinh này. Su Thá là một con của Bà La Môn Tô Đề Quá, Tô Đề Giá. Nhờ Đức Phật mà biết được cảnh giới tái sanh của cha mình. Trong kinh này, Su Thá đã bạch hỏi Đức Thế giang giải về nguyên nhân tại sao có người sống lâu, kẻ chết yếu, kẻ chết yểu, có người khỏe mạnh, kẻ ương yếu, có người đẹp, kẻ xấu, có người sang, kẻ hèn, có người giàu, kẻ nghèo, có người thông minh, kẻ thiểu trí. 1134 hạnh nghiệp tạo nên sự dị biệt giữa con người với con người. Thanh niên Su Thá đến diện kiến Đức Thế Tôn và bạch hỏi nguyên nhân về sự bất bình đẳng trong xã hội loài người. Đức Phật dạy, chính hạnh nghiệp tạo nên sự dị biệt. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi Sa Yatawana Kỳ Đà Lâm tại tịnh xá ông Anathabindika cấp cô độc. Rồi thanh niên Su Thá Tô Đề Giá Bút Tá đi đến Thế Tôn sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên, ngồi xuống một bên thanh niên Su Thá Tô Đề Giá Tá bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, do duyên gì giữa loài người với nhau khi họ là loài người lại thấy có người liệt, có người ưu? Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi thấy có người đoạn thọ, có người trường thọ. Chúng tôi thấy có người nhiều bệnh, có người ít bệnh. Chúng tôi thấy có người xấu sắc, có người đẹp sắc. Chúng tôi thấy có người quyền thế nhỏ, có người quyền thế lớn. Chúng tôi thấy có người tài sản nhỏ, có người tài sản lớn. Chúng tôi thấy có người thuộc gia đình hạ liệt, có người thuộc gia đình cao quý. Chúng tôi thấy có người trí tuệ yếu kém, có người đầy đủ trí tuệ. Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì giữa loài người với nhau, họ là loài lại thấy có người liệt, có người ưu? Này thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là nghiệp phân chia các loài hữu tình, nghĩa là có liệt có ưu. 135. Sự tương xứng giữa nhân và quả. Mặc dù quả của nghiệp vốn bất khả tư nghì, nhưng giữa tương ưng nhân quả có thể được nêu ra với những nét chính yếu. Tôi không hiểu một cách rộng rãi điều mà Tôn giả Gotama nói một cách vắng. Không có giải nghĩa rộng rãi. Lành thay, nếu Tôn giả Gotama thuyết pháp cho tôi để tôi có thể hiểu rộng điều mà Tôn giả Gotama và Thiên Vân đáp. Thế Tôn nói như sau: ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông sát sanh tàn nhẫn, tai lắm máu, tâm chuyên sát hại, đa thương, tâm không từ bi đối với các loài chúng sanh. Thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục, nếu được đi đến loài người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải đoạn mạng, con đường ấy đưa đến đoạn mạng. Này thanh niên, tức là sát sanh tàn nhẫn, tai lắm máu, tâm chuyên sát hại, đa thương, tâm không từ bi đối với các loài hữu tình. Nhưng ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh,
bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tầm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh, và loài hữu tình do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân ngoại mạng chung người ấy được sanh vào thiện thú, thiện giới ở đời. Nếu sau khi thân ngoại mạng chung người ấy không sanh vào thiện thú, thiện giới ở đời, nếu người ấy đi đến loài người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy được trường thọ. Con đường ấy đưa đến trường thọ này thanh niên, tức là từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông tánh hay não hại các loài hữu tình với tay, hay với cục đất, hay với cây gậy, hay với cây đao, do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục, nếu người ấy đi đến loài người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải bị nhiều bệnh hoạn. Con đường ấy đưa đến nhiều bệnh hoạn này thanh niên, tức là tánh hay não hại các loài hữu tình với tay, hay với cục đất, hay với cây gậy, hay với cây đao. Nhưng ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông tánh không hay não hại các loài hữu tình với tay, hay với cục đất, hay với cây gậy, hay với cây đao, do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thiện thú người ấy được ít bệnh hoạn. Con đường ấy đưa đến ít bệnh hoạn, tánh không não hại hay với cây đao. Ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông phẫn nộ, nhiều phật ý, bị nói đến một chút hơi bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối, và tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn, do nghiệp ấy thành đạt như vậy, cõi dữ, xấu sắc, con đường ấy đưa đến xấu sắc này thanh niên, tức là phẫn nộ, bất mãn. Ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông không phẫn nộ, không nhiều phật ý, dầu cho bị nói đến nhiều cũng không bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối, và không tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn, do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thiện thú, đẹp sắc, Basadika, hoan hỷ, con đường ấy đưa đến đẹp sắc này thanh niên, tức là không phẫn nộ, không bất mãn. Ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông tật đố, đối với người được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường, sanh tật đố, sanh tâm ôm ấp tâm tật đố, do nghiệp ấy thành đạt như vậy, ác thú, quyền thế nhỏ, con quyền thế nhỏ thanh niên, tức là tật đố, ôm ấp tâm tật đố. Nhưng ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông không có tật đố, đối với những người khác được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường, không sanh tật đố, sanh tâm ôm ấp tâm tật đố, do nghiệp ấy thiện thú quyền thế lớn, con đường ấy đưa đến quyền thế lớn này thanh niên, tức là không tật đố, không ôm ấp tật. Ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông không bố thí cho sa môn hay bà la môn đồ ăn uống, y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, ngọa cụ, nhà cửa, đèn, do nghiệp ấy mà xứ tài sản đưa đến tài sản nhỏ, ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. Nhưng ở đây này, có người hai người có bố thí cho sa môn hay cho bà la môn các đồ ăn uống, ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc, do nghiệp ấy thiện thú nhiều tài sản, con đường đưa đến nhiều tài sản, ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. Ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông ngạo nghễ, kiêu mạn, không đảnh lễ những người đáng đảnh lễ, không đứng dậy đối với những người đáng đứng dậy, không mời ngồi những người đáng mời ngồi, không nhường chỗ đi cho những người đáng được nhường chỗ đi, không tôn trọng những người đáng tôn trọng, kính những người đáng cung kính, không cúng dường những người đáng cúng dường, do nghiệp ấy đọa xứ thuộc gia đình hạ liệt, con đường đưa đến gia đình hạ liệt, không cúng
Nhưng ở đây này Thanh, có người đàn ông không có ngạo đảnh cúng dường những người đáng cúng dường ấy. Thiện thú quý con đưa đến gia đình cao quý, cúng dường những người đáng cúng dường. Ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông sau khi đi đến Sa Môn hay Bà La Môn không hỏi: thưa tôn giả, thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là phạm tội, thế nào là không phạm tội, thế nào là cần phải thực hành, thế nào là không cần phải thực hành, tôi đã làm gì để phải không lợi ích và đau khổ lâu dài, hay tôi đã làm gì để được lợi ích và an lạc lâu dài. Do ấy, đọa xứ trí tệ yếu kém, con đường đưa đến trí tệ yếu kém, lợi ích, hạnh phúc lâu dài. Nhưng ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông sau khi đến Sa Môn hay Bà La Môn có hỏi: thưa tôn giả, thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, lợi ích an lạc lâu dài do nghiệp ấy, thiện thú, đầy đủ trí tệ, con đường đưa đến đầy đủ trí tệ, lợi ích an lạc lâu dài. Ở đây này thanh niên, con đường đưa đến đoạn thọ, dẫn đến đoạn thọ, con đường đưa đến trường thọ, dẫn đến trường thọ, con đường đưa đến nhiều bệnh, dẫn đến nhiều bệnh, con đường đưa đến ít bệnh, dẫn đến ít bệnh, con đường đưa đến xấu sắc, dẫn đến xấu sắc, con đường đưa đến đẹp sắc, dẫn đến đẹp sắc, con đường đưa đến quyền thế nhỏ, dẫn đến quyền thế nhỏ, con đường đưa đến quyền thế lớn, dẫn đến quyền thế lớn, con đường đưa đến tài sản nhỏ, dẫn đến tài sản nhỏ, con đường đưa đến tài sản lớn, dẫn đến tài sản lớn, con đường đưa đến gia đình hạ liệt, dẫn đến gia đình hạ liệt, con đường đưa đến gia đình cao quý, dẫn đến gia đình cao quý, con đường đưa đến trí tệ yếu kém, dẫn đến trí tệ yếu kém, con đường đưa đến đầy đủ trí tệ, dẫn đến đầy đủ trí tệ, dẫn đến trí tệ đầy đủ. Này thanh niên, các loài hữu tình và chủ nhân của nghiệp là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình, nghĩa là có liệt có ưu. Khi nghe vậy, thanh niên Xú Thá Tô Đề Quá Bút Tá nói với Thế Tôn: thật vi diệu thay, thưa tôn giả Gotama, thật vi diệu thay, thưa tôn giả Gotama. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Còn xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp và chủ tỳ kheo tăng. Tôn giả Gotama nhận công từ nay cho đến mạng chung đời, Nam Mô Vi Đạo Từ Bi. Alo. Alo. À, cảm ơn quý vị. Thì bài học tiểu nghiệp phân biệt này đó, thì chúng ta biết Đức Phật là một cái bậc có những cái Phật trí, mà trong đó thì chúng ta phải suy nghĩ đến đó là cái thiên nhãn thông, là cái sanh tử trí. Đức Phật Ngài thấy cái sự sanh tử của loài hữu tình, và Ngài biết rằng các loài hữu tình đó khi sanh vào cái cảnh giới đó đó, thì nghiệp đó nó có trắng có đen, hoặc là nghiệp trắng, hoặc là nghiệp đen, hoặc là trắng đen, hoặc là nghiệp không trắng không đen.
đó là cái sanh tử trí hay là cái thiên nhãn thông mà của một vị chánh đẳng chánh giác. Và chúng ta cũng biết là một điều nữa là Đức Phật với tâm mình biết được tâm chúng sanh, lúc chúng sanh đó tạo cái nghiệp, với cái tâm đó nó có động lực. Và cái động lực đó đó nó sẽ chia thành những cái giai đoạn. Những cái giai đoạn đầu tiên đó thì gọi là hiện báo nghiệp, cái động lực thứ nhất. Và cái động lực thứ bảy á, nó sẽ cho ra sanh báo nghiệp là kiếp thứ hai sau khi chết là tái sanh. Và còn năm cái động lực ở giữa đó thì nó cho ra hậu báo nghiệp. Với tâm của Đức Phật biết được tâm người này làm những cái ác nghiệp này, do tâm nhãn thức mình thấy cái loài hữu tình đó, rồi cái tâm thân thức của mình đó là mình giết hại, đánh đập, giam cầm, tù đài. Hoặc là bây giờ chúng ta thấy có những cái loại điều tra, người ta dùng điện, dùng kẹp, dùng còng, dùng này kia nọ đó để người ta hành hạ những cái chúng sanh, những cái người tội lỗi đó. Hoặc là thấy khi mà nói đến cái nghiệp đó thì chúng ta cũng thấy Đức Phật với tâm mình biết được cái tâm nhãn thức mình thấy, rồi cái tâm nhĩ thức mình nghe, cái tâm thân thức mình đó, thì mình sẽ hành động. Nên Đức Phật nói rằng thân nghiệp của chúng ta nó làm được ba việc, đó là thân chúng ta sát sanh, thân chúng ta trộm cắp và thân chúng ta tà dâm. Mình nói như vậy thì mình biết thân á, ngoài cái việc mà sát sanh á, mình dùng đủ cách để mình giết người ta chết. Ví dụ như chúng ta thấy có những cái thời kỳ Hitler giết người Do Thái, họ nhốt Do Thái vào ở trong một cái nhà kính, họ dùng cái hơi độc để họ giết. Thì như vậy đó, nhiều khi chúng ta nghĩ rằng họ có giết bằng tay không, họ có giết bằng thân không? Xin thưa, họ vẫn giết bằng thân, vì họ lùa những người đó vô, họ phải dẫn dắt người đó, họ nhốt vào đó, họ dùng khóa, họ khóa cửa lại, họ dùng thân của họ mở những cái quan khí độc, họ giết đồng loạt những người đó. Như vậy thì chúng ta thấy thân nghiệp mà Đức Phật này dạy đó, thân này là sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Và thân nghiệp này đó thì Đức Phật ngày biết đó, chúng ta hành động cái thân nghiệp đó vì chúng ta có cái tâm suy nghĩ tà bậy, nhất là cái tâm chúng ta có tham ác, sân ác và tà kiến ác. Bởi vì khi một người mà họ sống với cái chủ trương đường lối của họ là không tin nhân quả đó, thì họ không có tin có đời này, có đời sau, hoặc là có những loài quá sanh, có ma, có quỷ, có chư thiên, có những người tu hành chánh hướng, chánh hành, họ không tin có bố thí cúng dường. Thì chính khi mà cái tà kiến ác hay là cái tham ác đó, là họ muốn đó, thì quý vị thấy rất là nhiều những cái trường hợp chúng ta thấy điển hình như những người họ bắt những Pháp Luân Công, họ mổ nội tạng, vừa giết được những người này mà vừa đem bán những cái nội tạng cho người khác. Thì quý vị biết rằng những cái điều đó đó thì cũng không ngoài cái thân nghiệp, không ngoài cái thân nghiệp, cũng không ngoài tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, hoặc là ý thức. Thì Đức Phật Ngài biết, với tâm của Đức Phật biết được tâm của chúng sanh tạo những cái nghiệp như vậy. Và Ngài cho biết rằng những cái nghiệp đó đó, nó có cái thời gian hiện báo nghiệp, cái thời gian sanh báo nghiệp và cái thời gian của hậu báo nghiệp. Nên cái nghiệp đó, nó trộn chung lại với nhau. Có nhiều khi chúng ta biết rằng vì vậy đó, nên chúng ta cũng có hiểu được một phần, và chúng ta hiểu chính xác là thân nghiệp. Thân nghiệp chúng ta chỉ làm được ba việc: sát sanh, trộm cắp và tà dâm thôi, chứ không không được cái chuyện khác nữa. Dù là ở đó thì chúng ta biết sát sanh đó, là chúng ta dùng cách này cách kia sát sanh, hoặc là chúng ta hành hạ đánh đập, chúng ta dùng cách này cách kia để chúng ta hành hạ. Ví dụ chúng ta bỏ đói, bỏ khát, chúng ta đem phơi nắng, chúng ta dùng dây, dùng đồ trói lại, hành hạ người đó bằng cách nào đó, mình treo ngược người đó lên hoặc treo ngược xuống, thì mình làm cho người đó ở trong một cái tư thế nào đó, thì những cái cảm thọ nó nổi lên, những cảm thọ tỏ khổ nó nổi lên, những cái sự thống khổ đó. Như vậy thì chúng ta nhìn vào cái thân nghiệp đó thì là như vậy, cái thân nghiệp của chúng sanh đó, tạo như vậy. Thì chính Đức Phật đó, Ngài với tâm của mình biết được tâm của chúng sanh và biết được cái nghiệp của chúng sanh trong những cái tâm tạo tác như vậy, nên Đức Phật với cái thiên nhãn thông hay sanh tử trí, với cái tha tâm thông
hay là với túc mạng thông, Đức Phật này nhớ lại nhiều đời nhiều kiếp của chúng sanh này, ở trong đó có tạo nghiệp thiện, nghiệp bất thiện lẫn lộn ở trong những cái nghiệp thiện, nghiệp bất thiện đó. Nên ở đây á, chúng ta nghe Đức Phật ngày nói với thanh niên xứ Phó Tô Đi Giá đó, có nghĩa là có những người họ sát sanh, sát sanh họ dùng tay đó, họ tàn nhẫn, tay lắm máu, có nghĩa là họ giết hại chúng sanh bằng cái cách này cách kia, họ cắt từng đường rồi những người đó họ ra máu, họ chết, chúng ta thấy như vậy. Và cũng có nhiều người bị đánh từng roi, họ đánh riết như vậy, hoặc là họ kẹp vào những cái chỗ bí hiểm của người nam hay người nữ, họ dùng cái cách này cách kia đó, họ chuyên tâm làm cho người đó đau khổ như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà họ đã như vậy đó thì chắc chắn họ đọa vào địa ngục nè, họ đọa vào ác thú, có nghĩa là họ phải đọa vào ác thú. Thì như vậy nên chúng ta biết Đức Phật ngày cho chúng ta biết, ví dụ như một cái người ngũ nghịch đại tội đó, ví dụ họ giết người khác, họ giết cha họ, họ giết mẹ họ, họ giết bậc A-la-hán, họ làm thân Phật chảy máu, họ chia rẽ tăng. Thì khi mà họ làm được việc đó thì đa số chúng ta thấy rằng họ phải có cái thân nghiệp hoặc là ý nghiệp, hoặc là thân nghiệp hoặc là thân khẩu ý nghiệp, mình gọi là ba nghiệp thân khẩu ý đó, thì họ mới làm được cái chuyện đó. Như vậy khi mà họ làm được cái chuyện đó đó, thì Đức Phật ngày thấy rằng cái đọa xứ người đó phải đi đó là người đó phải rơi vào trong địa ngục mà ngã quỷ, súc sanh và Atula. Bởi vì thường chúng ta thấy Atula là những cõi đó, khi mặt trời mọc lên họ giác dao giác búa hay chém đầu với nhau, khi mặt trời lặn thì họ đi tìm chỗ họ nghỉ, nhưng mà khi mặt trời mọc lên họ tiếp tục đánh giết nhau lại như vậy. Như vậy thì những cái cảnh giới đó rất là đau khổ. Và chúng ta thấy một cái xứ sở nào đó mà chiến tranh nổi loạn, chiến tranh mà dùng những cái binh khí giáo tên, cung tên, hoặc là những cái bom, những cái vũ khí đạn bay, những cái đạn pháo làm tan nát nhà cửa, hỏa hoạn gây ra những cái chứng bệnh, gây ra những cái sự khổ lụy cho người này người kia. Như vậy thì Đức Phật mà ngày biết rằng những cái việc mà làm như vậy là chắc chắn người đó sau khi thân hoại mệnh chung là rơi vào trong khổ cảnh. Nhưng mà nếu không rơi vào khổ cảnh do một cái thiện nghiệp nào đó, thì chúng ta biết bằng cái thiện nghiệp nó vẫn có những cái thiện nghiệp đó, nó trổ sanh lẫn lộn, chứ không phải là chỉ là cái ác nghiệp không. Nên có nhiều lúc đó chúng ta nghe là những cái người đó họ làm những cái ác nghiệp, nhưng mà họ làm chút thiện nghiệp thôi, thì họ với cái thiện nghiệp đã cho họ sanh lên cõi trời. Nhưng mà chắc chắn rằng họ sẽ không được thù thắng. Chúng ta nghe ngày Mục Kiền Liên ngày hỏi những cái vị thiên nữ đó, những vị thiên nữ đó sanh lên cõi trời đó, thì ngày Mục Kiền Liên ngày lên ngày hỏi về những cái người thiên nữ đó, do cái phước gì nàng được sanh lên đây, nhưng mà nàng đó làm một cái vị thiên nữ như một cái vị thiên nữ tùy tùng. Thì vị thiên nữ đó nói rằng ở đời con gặp được vị tỳ khưu, con chỉ đứng chắp tay thôi. Con chỉ đứng chắp tay chào hỏi vị tỳ khưu đó, con được sanh lên cõi trời. Nhưng mà con lại không bằng những vị thiên nữ kia. Thì ngài Mục Kiền Liên người ta hỏi vị thiên nữ kia hơn cái vị thiên nữ này do cái điều kiện gì. Thì vị thiên nữ đó nói rằng con gặp mà những vị tỳ khưu đó, con kéo con tay xá chào rồi con kéo ghế mời ngồi. Nhưng mà con không bằng những vị thiên nữ khác. Thì cho đến khi mà ngài Mục Kiền Liên ngài hỏi đó, thì những vị thiên nữ kia nói rằng có ghế mời ngồi con chắp tay, nhưng mà con rót nước cúng, cúng dường vị đã uống nước. Rồi khi mà Đức Phật này hỏi những vị thiên nữ kia, khi mà vị thiên nữ này nói vị thiên nữ kia còn hơn nữa, thì ngày Mục Kiền Liên ngày hỏi thì vị thiên nữ đó nói rằng con thấy con chắp tay rồi con kéo ghế mời ngồi rồi con mời nước, nhưng mà là con cúng dường vật thực, nhưng mà là con lại không bằng vị thiên hậu kia. Thì lúc bây giờ ngài mới hỏi, ngài Mục Kiền Liên mới hỏi vị thiên hậu đó, thì vị thiên hậu đó nói rằng ở đời con gặp những vị tỳ khưu đó thì con chắp tay xá chào rồi con kéo ghế mời ngồi, rồi con lấy nước cúng dường, rồi con lấy vật thực cúng dường, sau khi vị tỳ khưu thọ thực xong rồi con ngồi nghe pháp, và khi nghe pháp rồi con đã hiểu được lời dạy của Đức Phật về khổ tập và khổ diệt, nên con sanh làm thiên hậu ở cõi trời này. Thì chúng ta nghe nói như vậy thì chúng ta biết rằng cái thiện nghiệp của người đó với cái ác nghiệp của người đó ở trong các cái khổ thú mà Đức Phật ngài hỏi quỷ đó,
những cái loại ngã quỷ đó, thì khi mà sanh làm những cái loại ngã quỷ thì chúng ta thấy ít nhiều đó, nó vẫn trở ngại, nó vẫn, ví dụ như mà chúng ta thấy rằng này, những loại ngã quỷ mà có hình trăng, hoặc là Đức Phật này kể về những cái chuyện mà những chúng sanh nó sanh ngã quỷ mình heo, đầu heo, có cái miệng thúi này kia nọ, thì Đức Phật ngài nói cái đó là những cái hạnh nghiệp mà của người đó đã làm và đã làm với cái tâm hãm hại người khác, nên khi sanh vào trong cái khổ cảnh địa ngục á, hay là sanh làm ngã quỷ á, sanh làm những cái loài quỷ đói, thì đều là do cái nghiệp của mình. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người mà đoạn thọ đó, thì người đó làm việc ác, nhưng mà vì không rơi vào địa ngục mà sanh lại là làm người bị đoạn thọ. Chúng ta thấy như là nàng Bát Ta Cha Ra có những đứa con còn nhỏ sanh ra là bị chết, hoặc là nàng Kiết Xá Gautami có đứa con chết, hay là thậm chí chúng ta thấy rằng bà Quy Sa Kha có đứa cháu gái rất là ngoan mà cũng chết sớm, rất là ngoan hiền nhưng mà chết sớm. Thì Đức Phật ngài nói rằng cái lúc mà chúng ta tục sinh thì cái nghiệp nó cũng đã định mệnh cho chúng ta về cái nghiệp đó. Nên nhiều khi chúng ta không bao giờ biết được, mà chúng tôi coi trong kinh Ngã Quỷ Sự, Thiên Cung Sự, chúng tôi nghe đọc và chúng tôi có suy nghĩ đó, là Đức Phật ngài thấy cái đứa bé chăn dê đó nó sẽ bị con rắn cắn chết, thì ngài thấy rằng nếu mà con rắn cắn chết đứa bé chăn dê này đó, nếu nó không gặp Đức Phật, nó không cúng dường cái bánh khô mà nó đem đi chăn dê nó ăn á, thì nó sanh vào khổ cảnh. Nhưng mà nếu mà nó gặp được Đức Phật á, nó cũng bị rắn cắn chết, nhưng mà nó sanh vào nhàn cảnh. Thì chúng ta biết rằng một loài rắn cắn chết á, thì mình nghĩ rằng nhiều khi mình sơ sẩy mình bị cắn chết, nhưng mà thực sự cái nghiệp thọ mạng của mình tới đó đã hết rồi. Nên Đức Phật á, ngài thấy được cái đứa bé chăn dê đó, cái nó không sống hơn một bữa. Hay là chúng ta nghe ngày Cách Chay Giá Ná đó, ngày Ma Cách Chay Giá Ná, ngài có gặp được một vị hoàng tử ở trong rừng. Và vị hoàng tử đó thì ngày Ma Cách Chay Giá Ná đó mới nói vị hoàng tử đó, ông chỉ còn sống được có 4 tháng, có 5 tháng thôi. Ông còn chỉ còn sống có được 5 tháng thôi. Bây giờ đó thì ông hoàng tử này đó thì do bà mẹ kế bà xin cái vương vị cho đứa con của mình. Và đức vua sợ bà hoàng hậu đó là hãm hại hoàng tử. Nên mới nói với hoàng tử là con, một là con đi qua vương quốc khác, cha gửi con, hoặc là cha xây một thành phố cho con ở. Thì cái người hoàng tử đó không chịu, người hoàng tử nói thôi, cha khỏi cần xây cho con, cũng không cần gửi con đi đâu, con đi vào rừng con ở. Thì khi vào rừng ở đó thì vị này săn nai, quý vị, săn nai, và có một con nai nó đã chạy và nó đã cũng giống như nó biến mất vậy. Cái vị hoàng tử này đi theo và gặp ngài Ma Cách Chay Giá Ná, và ngài có mời vị hoàng tử này uống nước, và ngài hỏi ra cái việc mà hoàng tử này tại sao là cái người đi săn nai, có phải là thật sự là người săn nai hay là đi săn nai vì cái đích nào đó. Thì cuối cùng hoàng tử cho biết rằng hoàng tử là con của đức vua mà bị cái hoàn cảnh như vậy. Và khi mà nói chuyện thì ngài Ma Cách Chay Giá Ná kêu vị hoàng tử này nên nương tựa vào Tam Bảo và nên tạo cái phước nghiệp vì còn sống không quá 5 tháng nữa. Thì hoàng tử này nghe lời và hoàng tử này trở về với hoàng cung trở lại và làm phước bố thí. Thì trong vòng 5 tháng thì hoàng tử cũng chết. Thì quý vị có thể hiểu giống như bây giờ một người mà họ còn trẻ mà họ bị một cái chứng bệnh ung thư gì đó, họ chỉ còn sống được mấy tháng thôi, thầy thuốc đó họ cho họ biết rằng họ không có thể nào sống hơn mấy tháng. Thì cũng giống như vậy, bởi vì cái nghiệp đó đối với chúng ta đó, thì chúng ta thấy ồ, người này sao bị rắn cắn, người này sao bị ung thư chết, này kia nọ. Nhưng mà đối với Đức Phật đó, thì ngài biết này đó là sẽ bị rắn cắn chết, hoặc là người này sẽ bị bò hút chết. Chúng ta thấy trong Ngã Quỷ Sự cũng có những cái chuyện như vậy. Nghĩa là ngài thấy rằng cái người đó bữa hôm đó bị con bò mỏng hút chết, và nếu mà gặp được ngài đó thì chỉ cần chấp tay thôi là vị đó khi thân ngoại mệnh chung sanh lên cõi trời. Như vậy thì chúng ta biết rằng cái nghiệp mà đem đến đoạn mạng đó thì thật sự không ai muốn mình chết yểu. Nhưng mà thật sự ra cái nghiệp đó là cái nghiệp dư sót, quý vị. Cái nghiệp dư sót. Có lẽ là mình nói dư sót như vậy đó, nhưng mà mình hiểu rằng cái nghiệp đó là cái nghiệp từ trước mình đã làm. Bởi thường thường quý vị biết rằng hành nó duyên cho thức á. Hành nó duyên cho thức á.
thì là cái nghiệp á, bởi vì hành á và hữu là nghiệp luân hồi, và hành động của chúng ta nó duyên cho thức đi tái sanh, thì như vậy á thì cái thức đi tái sanh đó là một cái thức do cái thiện nghiệp, nhưng mà rồi nó tạo thành danh sắc đó, thì khi mà thân và tâm chúng ta có đó, thì cái nghiệp nó có thể chi phối cái sắc nghiệp của chúng ta, nó làm cho chúng ta bị đoản mạng. Cái sự đoản mạng đó đó, đó là cái nghiệp, một cái nghiệp khác nó sanh khởi, nên cái lưới nghiệp nó mênh mông như vậy, nên chúng ta cũng cần phải hiểu. Có nghĩa là nghiệp cho chúng ta sanh làm người nó cũng là một cái nghiệp thiện, nhưng mà làm người đó được sống lâu đó thì cái nhiều cái nghiệp thiện nó hỗ trợ. Nhưng một người mà không được sống lâu đó thì nó bị cái nghiệp sát sanh nó chi phối cái thọ mạng của người đó, làm cho người đó chết. Và đối với Đức Phật hay là các bậc thánh đó, với cái thiên nhãn thông, với sanh tử trí hay cái tha tâm thông đó, các vị đó vẫn thấy được á, những cái chúng sanh này, có nghĩa là còn sống không bao nhiêu lâu nữa, còn sống không bao nhiêu lâu là sống một thời gian mấy tháng nữa thôi. Nên nhiều khi quý vị thấy ở trong kinh đó, Đức Phật ngài nói về những người thương buôn đó, họ buôn bán, họ nghĩ họ sống chỗ này, họ buôn năm này qua tới năm kia, họ bán những loại hàng quả này, nhưng mà rồi Đức Phật á, ngài thương tưởng á, ngài nói tôn giả Nanda tới nói người đó còn có mấy bữa nó chết thôi. Và người đó khi mà nghe Đức Phật nói như vậy đó, thì người đó mới biết rằng mình không còn sống lâu. Và nhờ đó mà người đó tạo những cái thiện nghiệp, rồi khi thân quả mệnh chung thì cũng thân quả mệnh chung thôi, rồi cũng sanh lên cõi trời. Như vậy á, thì Đức Phật á, với cái sanh tử trí đó, ngài biết được cái sự sanh tử của chúng sanh do cái hạnh nghiệp. Và cái hạnh nghiệp đó đó, có nghiệp thiện, nghiệp bất thiện, nó chen với nhau. Nó đem đến cái sự đoạn mạng, hoặc là đem đến cái sự bệnh hoạn. Người đó sanh làm người gọi nghĩa là bệnh hoạn, chết yểu hoặc là bệnh hoạn. Bởi vì người quý vị biết rằng trong kinh nói rằng một cái người sát sanh chết không rơi vào địa ngục, sanh làm người đó là chúng ta bị yểu mạng, hoặc là chúng ta bị bệnh hoài, chúng ta bị bệnh hoài, hoặc là chúng ta có nhiều người họ bệnh theo mùa, cứ 6 tháng bệnh, 6 tháng không bệnh, hoặc là 3 tháng bệnh, 3 tháng không bệnh. Thì cái điều đó đều là do chúng ta có một cái thói quen. Bởi vì thường thường quý vị thấy con người của mình có thói quen, ví dụ như 30 thì giết gà, rồi bùng 3 giết gà giết vịt, đưa ông bà rước ông bà, thành ra cái nghiệp đó nó cũng là những cái nghiệp thiện ác. Mà nếu cái hành động không đúng á, thì mỗi năm như vậy đó, mình gặp những cái trường hợp bệnh hoạn, mình gặp những trường hợp bệnh hoạn. Nhưng mà rồi có những không làm việc đó thì họ lại sống khỏe, sống không có bị những cái bệnh hoạn. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật ngài nói về cái việc mà một người đó họ sống với cái thân nghiệp đó, họ không có sát sanh, từ bỏ sát sanh, thì họ được sống thọ. Còn khi mà họ sát sanh hoặc là họ đánh đập hành hạ chúng sanh đó, thì họ phải sanh với cái thân đó, là nhiều bệnh hoạn như vậy. Nên thường thường quý vị thấy một cái người mà bệnh hoạn đó là một cái sự trở ngại. Mình muốn bệnh hoạn, nhưng mà cái bệnh hoạn là một trở ngại. Một cái người mà không bệnh hoạn đó là một cái hạnh phúc. Nên Đức Phật nói rằng vô bệnh lợi tối thượng đó. Vô bệnh là lợi tối thượng. Tại vì cái bệnh hoạn á, nó làm cho mình trì trệ. Mình có thể làm ra tiền bạc được, nhưng mà cái bệnh hoạn nó sẽ cản trở cái sự làm sức lực của mình để làm ra tiền bạc. Rồi một cái vị tỳ khưu á, bệnh hoạn nó cản trở sự tu tập. Nên quý vị nghe những vị tỳ khưu mà bị bệnh xiển hoặc là bệnh này bệnh kia đó, bệnh nó hành hạ vị đó rất là đau khổ. Hay là ngày Tích Xá Thú Thay, quý vị nghe về cái nghiệp ngày xưa quá khứ của ngài đó, ngày giết chim đó, rồi ngày đem đi bán, rồi bán không hết đó, thì ngài kêu cái người vợ đó bẻ cánh, bẻ cẳng của nó để lại, rồi mai đem ra chợ bán. Mà bây giờ ngài sanh lên làm người trở lại đó, thì ngài bị bệnh lỡ lối, dù ngài lúc bấy giờ ngài tu rất là sớm, nhưng mà ngài có đệ tử cũng rất là nhiều, nhưng mà khi mà cái thân của ngài bị lỡ lối như vậy đó, thì những người đệ tử đó đã không có hầu hạ cho ngài, và vì họ cũng mòn mỏi với cái thời gian, nên thường thường chúng ta thấy có nhiều người bệnh đó, họ nằm rất lâu, và những người thân đó, họ phải chịu nhiều cái khổ. Nên quý vị thấy một điều mà chúng ta cũng thường, những dịp đi đám ma chúng ta cũng thường nói đó, có những người chết đó, là người thân họ khóc rất là nhiều,
Tại vì người này làm cái lợi ích cho gia đình rất là nhiều, nhưng mà người này bệnh rồi, người này chết. Nhưng mà có nhiều người họ chết á, không có ai khóc hết. Tại vì họ bệnh quá lâu rồi, mọi người bị mòn mỏi với cái sự lo lắng cho cái người bệnh. Và cuối cùng cái người bệnh chết giống như là những người này nghĩ rằng một gánh nặng đã được bỏ xuống vậy. Nên những người đó họ không còn khóc nữa. Nhưng mà thường thường những người nào mà thình lình á, họ sống như vậy mà thình lình họ chết á, mà chúng ta đám ma, những người thân họ khóc rất là nhiều. Nhưng mà những cái đám ma nào mà chúng ta thấy không còn khóc nữa đó, thì một là người tu họ hiểu, hai là vì họ phục vụ mà họ mòn mỏi quá rồi, tài sản cũng hết rồi, sức lực cũng kiệt rồi. Cái người đó nhắm mắt ra đi thì họ không còn khóc nữa. Như vậy á, thì chúng ta thấy rằng á, những cái điều này á, được Đức Phật Ngài cho chúng ta biết rằng đó là những cái nghiệp mà chúng ta phải chịu, chúng ta phải đối đầu với những cái nghiệp đó, không có ai có thể tránh khỏi hết. Còn khi mà chúng ta sống làm người á, thì quý vị thấy cái người đàn bà hay người đàn ông tật đố. Tật đố ở đây á, là một cái việc mà mình thấy rồi mình khởi lên những cái sự ganh ghét, những cái sự ganh tị tật đố. Bởi thường thường quý vị thấy rằng cái sự tật đố nó đối kỵ lại cái lòng hỷ. Cái lòng hỷ là mình vui mừng với cái thành đạt của người ta. Và cái người tật đố như vậy đó thì chúng ta thấy nó là trạng thái của tâm sân. Bởi sân tật lận hối, sân tật lận hối đó là bốn cái sở hữu sân phần mà nó chỉ hợp trong hai tâm sân thôi. Nên những không có uy quyền đó, họ không có được người kính trọng đó, thì chính khi mà họ sống, họ làm người, họ tật đố. Tật đố ở đây á, thì quý vị thấy rất là nhiều những cái trường hợp mà những cái trường hợp tật đố đó, ví dụ như thấy người ta đi cúng dường cái Đức Phật Độc Giác, rồi người này đi trên ruộng người này đó, người này họ không cho đi, họ mắng chửi họ hoặc là họ gây ra cái sự đốt cháy cái am thất của Đức Phật Độc Giác, họ vì họ nghĩ rằng còn cái am này họ vào ở trong cái đi qua cái miếng ruộng của mình và họ sẽ làm cho lúa của mình bị hư này kia nọ, nên họ mới có cái ác tâm mà từ cái sự sân hận tật đố đó họ làm những cái việc như vậy. Thay vì họ gặp những cái người có giới hạnh họ tôn kính thì họ sẽ được những cái thiện nghiệp, họ được những cái thượng nghiệp có uy quyền. Bởi vì thường thường quý vị thấy rằng một cái người mà biết tôn kính người khác đó, thì quý vị thấy cũng như là Thiên Chủ Đế Thích hay là Thanh Niên Mắt Khá đó, nói về một cái người mà sống mà tôn kính như bậc trưởng thượng kỳ lão đó, người đó sẽ được sống lâu sắc đẹp yên vui sức mạnh. Bởi vì tôn kính những bậc trưởng thượng, những bậc trì giới đó, thì người này sẽ được sanh làm người, sẽ được người ta sùng kính tôn kính. Bởi vì thường thường quý vị biết rằng cũng là thân nghiệp, thay vì thân nghiệp chúng ta sát sanh, bây giờ cái thân nghiệp của chúng ta đó làm cái việc tốt đó là chúng ta chắp tay, chúng ta cung kính, chúng ta cúi đầu, chúng ta làm những cái thiện nghiệp, bố thí cúng dường từ cái thân nghiệp này. Nhưng mà ngược lại cái người mà họ bị tật đố đó thì họ lại không có làm được như vậy, họ lại sanh ra những cái tâm ôm ấp hiềm hận, những cái tâm ôm ấp hiềm hận, hoặc là họ ganh tị tật đố với những người họ làm những cái thiện nghiệp. Chính vì như vậy á, nên á, những cái người này á, khi mà họ sanh lại làm người đó, họ không có được những cái quyền lợi, không có được những sự tôn kính, không có sự được sự sùng kính của người khác. Bởi vì quý vị biết rằng một cái người mà họ có phước đức đó, thì họ có cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, hoặc là họ giữ giới, hoặc là họ cung kính, thì họ sẽ có cái phước đức. Có cái phước đức ở đây á, là họ sanh làm người nhưng mà được cái sự tôn kính, được cái sự trọng vọng, được cái sự mà suy tôn của người khác lên đối với người này. Thì chính những cái người này đó, họ do họ có được cái việc thiện nghiệp này. Như vậy á, thì Đức Phật á, Ngài biết một cái người mà có uy quyền hay là người không có uy quyền, người có uy quyền lớn hay là người có uy quyền nhỏ, người có thế lực lớn hay là có thế lực nhỏ đó, thì đều là do cái hạnh nghiệp. Mà cái hạnh nghiệp có nghĩa là mình không có ôm ức, ôm ấp và tật đố. Bởi thường thường mình thấy rằng những cái người mà họ có sự trở ngại đó thì luôn luôn đó họ phải chịu những cái hậu quả. Những cái điều đó đó nhiều khi quý vị thấy nó cản trở cái con đường tu tập của chúng ta, chứ nó cũng không phải là đơn thuần. Chúng ta thấy như là ngày chanh đá đó, hay là chúng ta thấy rằng cái sự mà không có tôn kính, sự cái sự mà
ngổ ngược đó, cái sự mà bất tuân á, cũng như là cô ca cá vậy đó, mắng chửi ngài Sariputta, ngài Moggallana. Nhưng mà do cái sự ganh tị tật đố, từ cái việc mà nhập hạ, từ cái việc những người thí chủ cúng dường, rồi từ những cái việc ganh tị đó mà cái tâm tật đố, ganh tị, cái lòng hiềm hận nó đã sâu ở trong tâm của cô Ca Lý Cá, mà cuối cùng thì rơi vào cái địa ngục sen hồng. Như vậy thì quý vị biết rằng á, Đức Phật này trả lời cho thanh niên xuất phát ở đây giá đó, những người có uy quyền hay không có uy quyền, người có uy quyền nhỏ hay có uy quyền lớn đó, đó là người đó có cái tâm tôn kính hay là có cái tâm tật đố, có cái sự cung kính đảnh lễ, có cái sự tôn sùng đảnh lễ, cái sự cúng dường, hay là mình nói cho đến cái xá lời của Đức Phật, mà trong ngã quỷ sự cũng có nói về những cái việc mà người đó chỉ nói cúng dường xương có cái phước gì, chỉ nói lên như vậy thôi, chỉ bày tỏ cái sự bực bội của mình, nói khi mà người vợ người con đi bố thí cúng dường xá lợi, thì vị đó chỉ nói cái câu là cúng dường xương, chỉ là cái xương thôi mà có phước gì, nhưng mà sau khi chết lại sanh vào trong cái khổ cảnh làm những cái loại quỷ đói, đi đến đâu người ta cũng ghê tởm hết. Thì như vậy quý vị biết rằng, hay là nghe nhiều cái câu chuyện mà giữa cái người nữ với người nữ, mà người nữ có giới hạnh, rồi người nữ có cái tâm tật đố, như là đem áo quần của người đó giấu, hoặc là đem những cái loại mà mắt mèo đẩy lên đời, lên áo quần của người ta, để người ta ngứa ngáy, người ta khổ, thì những cái điều đó đều là do những cái sự ôm ấp tật đố. Như vậy thì Đức Phật ngài nói với thanh niên xuất phát Ariya đó, cái nghĩa là người mà tật đố như vậy đó thì sanh làm người là không có uy quyền thế lực. Rồi một người sanh làm người đó có của cải tài sản, những cái tài sản lớn, có những người chỉ có tài sản nhỏ thôi. Thì Đức Phật ngài cho biết rằng làm người, người đàn bà hay người đàn ông, chúng ta thường nghe chư tăng nói rằng là bố thí vật thực là cho sức, bố thí y phục là cho sắc đẹp, bố thí đèn đuốc là cho mắt sáng, bố thí ghe thuyền là cho sự an vui, mà Đức Phật ngài nói rằng bố thí pháp là cho bất tử. Chính vì chúng ta thấy rằng tiền thân của trưởng giả Chô Tí Cá trong quá khứ đó là một người mà nghĩa là thỉnh Đức Phật đến để bố thí pháp, mọi người đến nghe pháp, rồi từ tay bốc vàng, mọi người bốc vàng tùy sức bằng tay của mình bốc vàng, và bố thí như vậy đó luôn cả đến 7 ngày như vậy. Và những người họ đi tới họ nghe pháp rồi họ được nhặt vàng, cho đến những cái thiện nghiệp đó mà sau này trưởng giả Chô Tí Cá sanh ra làm người có bảo điện bằng 7 thứ báo, như là ngọc báo, mà ngọc xanh, rồi ngọc sapphire, ngọc mắt mèo, ngọc mã não, ngọc san hô, những cái loại ngọc bằng những cái vật liệu giống như là xây dựng vậy, mà xây bằng ngọc vậy đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài cho chúng ta biết rằng một người mà đàn bà hay người đàn ông bố thí cho Sa Môn Bà La Môn những cái đồ ăn, đồ uống, y phục, xe cộ, vòng hương liệu đó, phấn sáp, phấn xoa, rồi nhà cửa đèn đuốc, mà thường Đức Phật nói rằng cho tú xứ là cho tất cả, cho đèn là cho mắt, cho xe là cho lạc, người mà cho pháp là cho bất tử. Thì những điều đó được Đức Phật ngày nói lên đó, tùy cái khả năng chúng ta. Thí dụ bây giờ chúng ta thấy chúng ta tạo ra những cái điều kiện cho người ta nghe pháp, đó là mình cho cái bất tử. Bởi vì mình tạo những cái đạo tràng cho người ta nghe pháp đó, thì chính những vị pháp sư và những người họ tới họ nghe đó, họ sẽ từ bỏ những cái chấp thủ, họ sẽ có thể chứng ngộ được Niết Bàn. Chính vì như vậy nên Đức Phật ngài mới nói rằng người mà có những cái tài sản, có những cái ngọc ngà châu báu đó, đều là do cái hạnh nghiệp của họ. Nên thường thường quý vị thấy một cái vị vua chuyển lên thánh dương sanh ra đời đó là có châu báu, có nữ báo, có ngựa báo, voi báo, có xe báo. Tại sao như vậy? Vì những vị đó là chuyển lưng thánh vương, là người có rất là nhiều phước, nên người đó sanh lên lại làm người đó là được như vậy. Hay là quý vị nghe cái câu chuyện ngày Siêu Lý đó, ngày đã 72 lần làm thiên chủ Đế Thích,
72 lần làm vua chuyển lưng Tinh Dương. Trong cái thời gian làm vua chúa như vậy đó, Ngài đã kiêu ngạo với cái phước báo công đức của mình đã phạm đến Đức Phật. Và do cái nghiệp đó mà Ngài lại không rơi vào trong đọa xứ, Ngài chỉ sanh làm người trong cái giai cấp thấp, là người đi là người thợ cạo trong cái dòng hoàng thân Thích Ca thôi, và chỉ là người thợ cạo. Thì Đức Phật đó, Ngài nói lại ở trong trong kinh Thánh Ký Sự đó, thì Ngài cho biết rằng ngài Ubali đó, Ngài đã cúng dường một với một cái bờ rào xung quanh được xây dựng cho chư tăng tu tập, và nguyện trở thành vị đệ nhất về trì lực, mà sau này trở thành đệ nhất về trì lực là vị ngài Ubali. Nhưng mà ngài cũng kể lại là do bố thí như vậy mà được sanh làm 72 lần làm Thiên Chủ Đế Thích, 72 lần làm vua chuyển lưng Thánh Vương, mà dù có phạm cái tội do không có quan hỷ với Đức Phật mà khởi lên cái tâm không có tốt, nhưng mà lại không rơi vào trong đọa xứ, chỉ sanh làm người giai cấp thấp thôi. Thì như vậy á, Đức Phật á, Ngài cho chúng ta biết rằng cái thiện nghiệp mà Ngài Siêu Quá Lý, Ngài đã làm như vậy đó, 72 lần làm Thiên Chủ Đế Thích, 72 lần làm chuyển lưng Thánh Vương, rồi phạm tới Đức Phật, nhưng mà Ngài chỉ làm người giai cấp thấp thôi. Nhưng mà nếu mà vì Ngài phạm tội rồi Ngài bị nóng nảy trong người, rồi Ngài đi sám hối, và cái chính cái sự sám hối của Ngài nên cũng là một cái thiện mà Ngài chỉ tái sanh giai cấp thấp, mà một cái người giai cấp không phải là giai cấp cao quý thôi. Thì như vậy nên Đức Phật đó, Ngài cho chúng ta biết rằng cái việc mà cúng dường xây dựng chùa để làm 72 lần làm Thiên Chủ Đế Thích, 72 lần làm vô chuyển lên Tinh Dương, bây giờ sanh lên làm người có giai cấp thấp, là cái nghiệp đó nó có lẫn lộn như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài nói rằng một người mà có bố thí đó thì họ sanh làm người nhiều cái vật thực, nhiều cái hạnh phúc. Mà thì chúng ta thấy rằng những cái điều mà chúng ta làm đó nó cho ra cái nghiệp thiện. Bởi vì thường thường chúng ta sanh làm người mà mình gọi là 18 tâm quả vô nhân đó, là tâm nhãn thức thọ xả quả thiện, nghĩ thức thọ xả quả thiện, tỷ thức thọ xả quả thiện, thì thức thọ xả quả thiện, thân thức thọ lạc quả thiện, tiếp thọ thọ xả quả thiện, quan thạch thọ xả quả thiện được. Thì Đức Phật Ngài cho biết rằng 16 cái quả này đó, là 8 tâm quả vô nhân và 8 tâm quả hữu nhân, đó là 8 tâm đại dục giới hợp trí. Là do 8 tâm đại thiện cho 8 tâm đại quả, thì 16 cái quả lành này cho cái người mà có cái thiện nghiệp hoàn toàn. Nhưng mà nếu một người bố thí mà ly trí đó thì cho ra 12 cái quả, mà thiếu trí thiếu tư cho ra 8 quả. Thì chính vì Đức Phật Ngài cũng nói rằng cái việc thiện người ta làm đó nó cho ra quả thấp hèn hay là quả cao sang. Thì chúng ta cũng thấy như là bữa hôm trước chúng ta học trường bộ kinh về vua Bajasí đó. Tuy rằng vua Bajasí bố thí như vậy, nhưng mà bố thí những cái vật thấp hèn, những cái vật mình không xài, không ăn, những cái đồ cũ mình đem bố thí. Thì quý vị thấy thanh niên Uttara đó đã nói lên á, tôi gặp Yubayasi đời này nhưng mà tôi sẽ không gặp đời sau. Thì khi mọi người hỏi đó thì thanh niên Uttara mới nói rằng á, ổng làm vua nhưng mà ổng nghe bố thí, nhưng mà rồi ổng chỉ cho những cái vật thường thôi. Ổng chỉ cho vật thường, cái vật mà trong kho ổng dư quá, như là xà phòng dư lâu ngày, khăn dư lâu ngày, những cái đồ cũ kỹ dư lâu ngày ổng đem bố thí thôi, chứ không phải là ổng bố thí cái vật mà ổng đang ăn đang xài. Ví dụ như thường thường có nhiều người họ bố thí những vật dư, nhưng mà những cái vật mà họ đang ăn đang xài họ đem ra bố thí đó, họ mới bố thí, nghĩa là nó có gọi là bố thí mà chúng ta thấy bố thí có lòng tin đó, bố thí có cung kính, bố thí đúng thời, hoặc là bố thí không bị cưỡng ép đó, bố thí không có tổn hại đó. Thì những cái việc đó cũng là bố thí, nhưng mà bố thí đúng thời, bố thí có lòng tin, bố thí có cung kính, hoặc là bố thí đó không bị cưỡng ép, bố thí không có tổn hại. Mình cũng làm việc bố thí, mình cho người ta ăn, mình nói người ta khóc, mình cho người ta ăn mà mình hành hạ người ta, thì cái việc bố thí đó cũng là bố thí. Nhưng mà cái bố thí đó nó có liên quan đến những cái việc làm mà nó có thể không cho ra được thù thắng, như là bố thí đúng thời, hay là bố thí, mình thấy có nhiều người họ bố thí đúng thời đó, khi mà họ sanh làm người, họ muốn cái gì là có cái đó, họ muốn vô lớp học thì họ có chiếc xe, có máy xài, có này kia nọ, họ lập gia đình thì có người tặng cái này tặng cái kia đầy đủ, họ mở cái xí nghiệp đó, thì có người giúp cái này giúp cái kia. Nhưng mà rồi có nhiều người họ không được như vậy,
họ phải tự bỏ tiền của họ ra họ mua, họ không được mọi người xung quanh cho những cái vật đó. Thì chính vì như vậy nên Đức Phật này mới nói rằng cái người họ có tài sản đó thì tùy theo cái tài sản đó. Có nhiều người thì chúng ta thấy họ có tài sản nhưng họ không dám ăn, như là ông Bà La Môn mà ông keo kiệt đó. Đức vua chở cái tài sản của ông 7 ngày nhưng mà ông không có dám ăn, dám xài gì hết. Ông bố thí nhưng mà cái bố thí đó ông bố thí nhưng mà ông không bố thí có lòng tin. Bố thí của ông bố thí bị gượng ép thôi chứ không phải là bố thí với cái tâm bố thí mà nó tốt đẹp, nên sau khi sanh làm người thì ổng muốn xài cái đồ đó là ổng không dám xài. Thì như vậy chúng ta thấy rằng những cái điều đó được Đức Phật ngày thuyết giảng, và những cái câu chuyện mà thanh niên Uttarát tự nói lên như vậy đó. Và sau khi chết thì thanh niên Uttarát sanh lên cõi trời Đao Lợi, còn Yubayasi lại sanh lên cõi chư thiên tứ đại thiên vương, nhưng mà lại không, trong cái bảo điện không có gì hết, không có quyến thuộc, cũng không có cái vật gì ở trong cái bảo điện đó, chỉ có bảo điện trống thôi quý vị. Thì chúng ta thấy như vậy á, nên khi mà Đức Phật ngày mới nói rằng á, một cái người đàn ông hay đàn bà bố thí như vậy thì được những cái việc mà hạnh phúc an vui. Thành ra chúng ta thấy rằng nghiệp có hạ liệt, có cao sang, nghiệp nó có nghiệp tốt đẹp, nghiệp nó có những cái nghiệp mà chúng ta nghe rồi chúng ta cần phải có một cái sự suy nghĩ. Vì một cái người mà khi nghe họ có cái sự suy nghĩ đó, họ mới thấy được cái hạnh phúc lâu dài cho một người khi họ bố thí có lòng tin, họ bố thí có cung kính, họ có bố thí đúng thời, hoặc họ bố thí bị gượng ép, hoặc là họ bố thí có tổn hại đó, thì họ sẽ có cái sự khác biệt với nhau. Chính cái sự khác biệt đó nên chúng ta thấy rằng một cái người đoản thọ và cái người trường thọ. Thì Đức Phật nói rằng một cái người mà đoản thọ đó là do cái nghiệp sát sanh, một cái người trường thọ là do họ không có sát sanh. Một cái người mà bệnh nhiều và người cái bệnh ít đó, thì chúng ta cũng thấy Đức Phật nói rằng một cái hành động não hại chúng sanh đó, thì đưa đến người bệnh nhiều. Một cái sự không não hại chúng sanh đó, mình bố thí thuốc, bố thí những cái vật mà để giúp cho người ta mạnh, hay là cho vật thực ăn người ta được sống lâu đó, mình cũng được ít bệnh. Chính vì điểm đó nên ngài Bắc Cú Lá đó, ngài sống đến 160 tuổi mà ngài không có bệnh hoạn. Vì quá khứ ngài là thầy thuốc trị bệnh cho Đức Phật và chư tăng, nên mà và ngài nguyện trở thành đệ nhất về sức khỏe, nên ngài không có bệnh hoạn. Như vậy thì Đức Phật nói rằng một cái người mà bệnh nhiều, hay là người ít bệnh, hay là người không có bệnh, thì chính cái nghiệp thiện do bố thí và do không có não hại chúng sanh, không có hành hạ đánh đập, không có dùng cây dùng gậy đánh đập chúng sanh. Và một người sắc đẹp và người sắc xấu đó, người sắc đẹp là người không có phẫn nộ, không có những cái cách phẫn nộ. Chính vì như vậy nên chúng ta thấy một cái người mà phẫn nộ nhiều đó, thì ngay cái bản tạng, ngay cái hiện tại, cái sắc dung sắc của người đó cũng rất là sợ rằng nếu mà cái quả báo cho người đó kiếp sau người đó sanh làm người rất là xấu sắc. Nên Đức Phật nói rằng cái hiện báo nghiệp nó vẫn có với một cái người phẫn nộ. Khi mà phẫn nộ đó, họ có thể là cái nhịp tim của họ đập mạnh và mặt mày của họ biến sắc. Có những cái trạng người ta nhìn, người ta biết người này quá phẫn nộ. Như vậy thì cái người mà nhiều phẫn nộ đó thì có những cái hành động, những cái lời nói, những cái sự tổn hại, nên người đó sanh làm người sẽ không có sắc đẹp. Người từ bỏ phẫn nộ sẽ được sắc đẹp. Người mà có uy quyền lớn, có uy quyền nhỏ, thì chúng ta thấy Đức Phật nói rằng người từ bỏ tật đố và tùy hỷ với mọi người. Mình tật đố, chính cái tật đố nó không phải, vì tật đố là tâm sân, mà tâm sân thì nó không phải là cái tâm hỷ. Bởi vì quý vị thấy cái sân độc cái được cái chi hỷ nó đè nén, nên một cái người mà có sân nhiều đó thì họ không có hỷ. Và cái hỷ đó là cái sự vui với những cái thành quả của chúng sanh, vui những cái gì mà người ta được an lạc, vui với những cái điều thiện người ta làm. Còn cái người tật đố thì ngược lại, do đó là cái tâm sân, bởi vì sân lẫn hối là bốn cái sở hữu sân phần mà hợp trong hai tâm sân vô trợ và thọ hữu trợ thọ ưu. Chính vì như vậy nên hệ bất thiện thì nó sẽ đưa đến cái quyền thế, hay là sanh làm người mà gọi là ti tiện, sanh làm người tôi tớ, sanh làm người mà tôi đòi, người bị bán thân nô lệ.
Và cái người có quyền thế lớn là người từ bỏ những cái tật đó này. Người có tài sản lớn và tài sản nhỏ, thì quý vị biết rằng tài sản lớn là cái sự bố thí của chúng ta, và cái tài sản nhỏ là chúng ta không biết bố thí. Nên chúng ta thấy bố thí cũng có bố thí cung kính, bố thí đúng thời, bố thí đúng thời, hoặc là bố thí gượng ép, bố thí có tổn hại. Thì những cái điều đó đó được Đức Phật Ngài nói cũng là bố thí. Nhưng mà cái bố thí đó nó như thế nào? Cũng như thanh niên Uttara mà được sanh lên cõi trời Đao Lợi, còn vua Vayasi bố thí nhưng mà lại sanh lên cõi chư thiên tứ đại thiên vương, mà trong cung điện không có gì hết. Như vậy á, tài sản lớn hay tài sản nhỏ đó, điều này do cái tâm thí của chúng ta. Bố thí có lòng tin, bố thí có cung kính, bố thí đúng thời thì chúng ta bố thí đó là tốt. Còn bố thí gượng ép, bố thí có tổn hại là bố thí có vấn đề. Bố thí mà gượng ép đó, là mình vì mình gượng ép mình làm thôi, chứ thật sự cái tâm mình không có phải là bố thí. Như vậy nếu mà nói về nhân á, thì những người bố thí hữu trợ á, như là thân trợ, khẩu trợ, ý trợ. Còn người bố thí vô trợ á, thì họ bố thí với cái tâm dứt bỏ một cách mau lẹ, dứt bỏ đúng cách, rũ bỏ đúng cách, thì họ trở thành cái sự đem đến cái sự kết quả to lớn. Cái con đường đến gia đình hạ liệt và gia đình cao quý đó, thì chúng ta thấy rằng cái người đó kiêu mạn và từ bỏ kiêu mạn. Bởi kiêu mạn đó, đó là cái tâm sở ngã mạn. Và những cái người kiêu mạn đó, họ làm những cái việc làm mà rất là nguy hiểm. Chúng ta thấy như là đạo sĩ Khanh Tý Hòa Đi ấy, là một vị đạo sĩ. Còn đức vua đó là một đức vua, nhưng mà đức vua kiêu mạn. Kiêu mạn nghĩ mình là vua. Khi mà nghe đạo sĩ Khanh Tý Hòa Đi thuyết về kham nhẫn đó, thì đức vua đã dùng cái uy quyền của mình đánh vào người của đạo sĩ Khanh Tý Hòa Đi mấy chục roi như vậy. Nhưng mà đạo sĩ Khanh Tý Hòa Đi mới nói rằng: đại vương đừng có nghĩ rằng cái kham nhẫn nó nằm ngoài da thôi, nó nằm trong tâm tôi đó. Thì ông vua ông giận quá đi, ông chặt tay chặt chân của ngài, cắt lỗ tai của ngài, rồi chặt tay chặt chân của ngài, rồi dậm lên người ngài, rồi đức vua bỏ đi. Và khi đức vua bỏ đi á, thì đức vua bị rớt vào địa ngục. Như vậy á, chính những người họ kiêu mạn đó, họ nghĩ mình là như thế này thế kia, nên á, chúng ta thấy vua ba ngài Nagasena cùng đức vua Milanda đó hỏi đạo đó, thì đức vua ngài Nagasena mới nói đức vua Milanda đó, đại vương á, luận đạo đó, đại vương á, có nghĩ là đại vương là đại vương, rồi hạ thần là một cái người như vậy đó, và đại vương nghĩ rằng đại vương là một cái người cận sự nam, rồi đại vương dấn đạo với một vị khu. Thì vua Milanda nói rằng sẽ luận đạo cái người mà một người thiện tính đối với một vị sa môn có sự cung kính. Chứ còn nếu mà mình nói chuyện á, mà họ ỷ lại họ làm vua chúa, họ ỷ họ là làm quan quyền, họ ỷ họ là người giàu có, họ có gì có, thì họ sẽ có kiêu mạn. Và cái kiêu mạn đó nó sẽ sanh ra nhiều cái chướng ngại. Cái chướng ngại là họ có thể nói những lời nói đúng chánh pháp nhưng mà không đúng với cái tâm họ đó, thì họ sẽ khó chịu. Và họ sẽ có những cái lời nói, những cái hành động, những cái cử chỉ, những cái việc làm. Cũng như đạo sĩ Khanh Tý Hòa Đi mà bị đức vua mà chặt tay chặt chân á. Mà đạo sĩ Khanh Tý Hòa Đi chỉ giảng về kham nhẫn thôi. Có nghĩa là mình sống làm người mình phải kham nhẫn. Những cái nghịch cảnh á, nhiều khi mình không có nói, không có làm, nhưng mà người ta nhìn mình, người ta cũng khó chịu. Hoặc là nhiều khi người ta nghĩ mình là xui xẻo. Đi ra đường quý vị thấy gặp thầy chùa là xui. Ví dụ như họ có những cái tư tưởng như vậy, nó rất là nguy hiểm. Và khi mà họ mà có cái suy nghĩ người này giai cấp thấp đê tiện như vậy đó, thì họ dùng cái uy quyền thế lực của họ đó, họ dùng những cái cách mà họ mạ lị, hoặc là dùng cái cách mà họ thể hiện đó, nó sẽ rất là nguy hiểm quý vị. Và cái con đường đưa đến trí tuệ đầy đủ, mà đi đến trí tuệ yếu kém đó, thì chúng ta cũng thấy cái tâm thiện ly trí là không có trí. Vì lúc bây giờ người đó làm thiện đó có hai nhân vô tham vô sân thôi, nhưng mà không có nhân vô si. Nên cái tâm thiện hợp trí đó là người đó phải có cái trí suy nghĩ về nhân quả, cái trí suy nghĩ về duyên sinh duyên hệ, cái trí suy nghĩ về tứ đế là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Cái trí đó, đó đã giúp cho mình là có cái trí phân biệt nhân quả. Chính vì cái điểm đó, hay là cái trí mà hiểu về khổ, khổ tập, khổ diệt, cái con đường đến khổ diệt, hay là cái trí hiểu về đạo, phi đạo đó, đạo như bát chánh đạo, phi đạo là bát tà đạo. Mà nếu mình hiểu được như vậy đó, thì cái trí tuệ nó sanh khởi. Bởi vì Đức Phật nói rằng, cái văn tuệ là chúng ta nghe rồi chúng ta phải nhớ,
chúng ta học đó là văn tuệ. Và cái văn tuệ nó sẽ tiếp tục nảy nở lên cái tư tuệ làm suy nghĩ. Cái tư tuệ nó sẽ có cái tu tuệ là đoạn trừ phiền não. Thì như vậy cái tuệ đó, từ cái tuệ văn nó sẽ sanh lên cái tuệ tư, và cái tuệ tư nó sanh lên cái tuệ tu. Chứ không phải tình cờ nó sẽ có cái tuệ tu đối với chúng ta. Bởi vì khi mà chúng ta nghe, chúng ta thuộc rồi đó. Bởi vì cái hàng thinh văn đó là cái vị đó nghe pháp, xong rồi suy tư về pháp, hành trì pháp và chứng ngộ pháp. Như vậy á, thì Đức Phật nói rằng á, cái trí tuệ đó là phải có đối với người có trí. Có nghĩa là người đó họ muốn, bởi vì cái nhân quả là họ muốn có trí, nên họ thường đi nghe pháp, họ thường tổ chức để thuyết pháp, cung kính pháp, cúng dường pháp, đảnh lễ pháp, tôn kính pháp. Như vậy đó thì họ sẽ có cái phước trí. Vì cái phước trí đó thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài nói rằng bố thí pháp là bố thí bất tử. Ai bố thí pháp là cho bất tử. Như vậy thì Đức Phật Ngài nói rằng cái pháp mà Đức Phật Ngài chứng ngộ là cái pháp dẫn đến cái con đường bất tử. Và cái trí tuệ mà siêu việt đó, Đức Phật là trí tuệ siêu thế. Cái trí tuệ vượt khỏi phàm phu trí, cái trí tuệ mà đoạn trừ sanh tử, đó là cái trí tuệ cao thượng nhất. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, cái bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt nói về bảy cái đoạn này đó, thì con cũng xin trình bày như vậy. Chắc chắn rằng dù có trình bày nhưng mà cũng sẽ không hết được cái ý nghĩa của bài kinh. Con xin chấm dứt, và cái sự thảo luận của quý ngài sẽ mở rộng thêm cái ý nghĩa của lý pháp mà về vấn đề này. Bây giờ thì con xin kính dâng cái phần báo công đức đến quý ngài, chia phần phước báo đến công đức đến quý vị, đến chư thiên, đến những người hữu ân. Bây giờ thì con xin kính lĩnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, và xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại để thảo luận. Sa thú trình Thượng Tọa Pháp Đẳng. Mà Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa có mặt ở trước máy và Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Siêu đang có thể cầm microphone được. Dạ. Bạch Thượng Tọa Tuệ Siêu, quả của nghiệp là một ở trong bốn dựa chín tỷ giá hay là bất khả kiên nghị. Nhưng mà tại sao gọi là bốn là điều khó, không khó thể nghĩ bàn được, hay là nói cho cùng, nói cho hết được. Và nếu như vậy thì tại sao ở tại đây hay là một số bài kinh khác lại đề cập đến quả của nghiệp? Xin kính thỉnh Thượng Tọa khoan hỷ giải rõ về chuyện này. Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Tam Bảo, kính lễ Chư Tăng, kính thưa quý vị. Nghiệp quả là bất khả tư nghị. Cái điều đó là nói ở cái khía cạnh đa dạng. Thí dụ như cũng là bố thí, thì cái quả chung chung thì người có cái tâm bố thí sao được tài sản lớn. Hiểu chung chung thì hiểu được như vậy, nhưng mà cái riêng tức là người này cũng bố thí, người kia cũng bố thí, nhưng mà sau này khi mà được tài sản thì nó có cái quả khác biệt nhau. Cái khác biệt nhau đó mới là không thể suy nghĩ cho toàn diện được.
với cái khả năng của kẻ phàm phu. Thì khi mà bố thí, trước hết là bố thí bằng cái tâm thiện, thọ hỷ hay thọ xả, quả khác nhau. Hợp trí hay là ly trí, quả khác nhau. Vô trợ hay hữu trợ, quả khác nhau. Và bố thí nhằm cái mục đích này hay là mục đích kia thì quả cũng khác nhau. Một người bố thí bị thương mà bố thí, cái quả khác. Vì ghét mà bố thí, quả khác. Vì si mê mà bố thí, cái quả báo sẽ khác. Vì sợ mà bố thí, quả báo sẽ khác. Vì nghĩ rằng truyền thống gia đình, ông bà cha mẹ là người bố thí, ta hãy giữ cái truyền thống đó mà bố thí thì cái quả sẽ khác, vân vân. Thì ở đây chúng ta cũng phải hiểu là mỗi một hành động nó còn nhiều cái yếu tố khác, nhiều khía cạnh khác. Hoặc là thí dụ như một người bố thí mà cái thường cận y duyên của người đó khác. Thí dụ như khi xưa tiền thân của bà Quý Sơ Kha, khi bà làm phước cúng dường cho chư tăng, cái thường cận y duyên của bà là hay này nỉ chư tăng, các vị tỳ kheo ăn thêm cái này, ăn thêm cái kia. Bà chăm sóc cái bữa ăn rất là chu đáo vậy đó. Cho nên cái quả đời sau bố thí thì được nhiều tài sản. Nhưng mà tại vì Đức Phật là thuyết như thế là do có nhắc lại cái câu chuyện mà khi mà nàng Visakha trong cái ngày lấy chồng thì nàng cha giá là cha của bà cho bà 3.000 con bò đực, 3.000 con bò để làm của hồi môn. Nhưng mà lúc đó, mà mở cửa cho ta đó thì những con bò nó tuôn ra như vậy, nó lên đến cỡ 5-6.000 con bò. Thì gia nhân họ đến không kịp và họ bắt lại không kịp, mới thưa lại với ông bá hộ tên anh cháy giá. Thì ông bá hộ này cũng nói kệ đó, cái phước của con gái ta thì để cho nó hết đi, nó được bao nhiêu thì được. Thì khi mà nhắc lại câu chuyện này ở trong chú giải Pháp Cú mới nói rằng là chính do đời trước cái thường cận y duyên của bà làm phước mà hay này nỉ chư tăng ăn thêm. Mỗi người làm phước nó có cái thường cận y duyên, thưa quý vị. Cho nên một người làm phước đều làm phước bố thí hết, nhưng mà nói chung chúng ta nói chung là ai làm phước là sẽ được quả tài sản lớn, tài sản của mình. Nhưng mà cái điều mà bất khả tư nghị, tức là cái chuyện làm phước của người này như vậy, như quả dị thục, nó sẽ đặc biệt hơn, to tát hơn người kia. Người kia thấy làm phước bỏ tiền ra nhiều như vậy, nhưng mà quả nó eo hẹp hơn, ít hơn, vân vân.
cái đơn nó cũng còn tùy theo cái thường tự duy nữa. Thì nói chung á, sở dĩ mà gọi là nghiệp quả bất khả tư nghì là bởi vì nói một cách chung chung thì nói được, nhưng mà nói chi tiết từng hoàn cảnh, từng trường hợp thì chỉ có Phật nhãn, tức là cái trí tuệ của Đức Phật mới hiểu được, Ngài mới hiểu được là chúng sanh này do cái nghiệp này là phước như vậy, cho nên cái quả nó phát sanh nó trội như vậy. Còn người này do là phước như vậy mà cái quả nó lại là thắt ngặt hơn, eo hẹp hơn, vân vân. Thì tất cả những cái thiện pháp cũng như thế, lại là khi chúng ta làm một cái việc, tạo một cái nghiệp nào, những cái nghiệp đó nó thường nó đi với, nó hiệp lực bởi cái thường cận y duyên và cái thú lý sĩ giác, chứ không phải chỉ có vị thời nghiệp duyên. Cái sở hữu tư thiện hay tư bất thiện nó sẽ tạo ra cái tâm quả như vậy, mà còn cái thường cận y duyên của người đó tạo thiện nghiệp hay tạo ác nghiệp có như thế nào thì cái quả nó sẽ khác. Cho nên ở đây đó không phải là cái sự mâu thuẫn, không phải là một đằng đó. Thì Đức Phật nói là nghiệp quả khả tư nghì, không thể nghĩ bàn, không thể suy nghĩ được. Rồi một mặt thì Đức Phật Ngài lại giảng nhân nào quả nấy như bài kinh ngày hôm nay. Chúng ta nghe vậy chúng ta tưởng chừng như hai câu nói đó có tính cách như là mâu thuẫn với nhau, nhưng mà không phải. Khi mà Ngài giảng bài kinh này cho Xuất Phát Tô Ni Giá, giảng một cách chung chung về những nghiệp hành để đưa đến cái quả báo như vậy. Còn khi mà nói đến cái vấn đề nghiệp quả bất khả tư nghì là bởi vì như chúng tôi đã nói là tùy theo tâm của người tạo nghiệp lúc đó nó có những động thái như thế nào và có cái thường cận y duy như thế nào thì nó sẽ tác động làm cho cái quả dị thục nó khác nhau. Chúng hễ mà trồng cam thì được cam, được quả cam, trồng quýt được quả quýt. Thì đương nhiên chúng ta nói chung là nói như vậy được, nhưng mà trái quýt ngọt hay chua, cái đó là còn tùy theo cái thổ ngơi, nơi đất trồng nữa, tùy theo giống, mà giống cam hay giống quýt mà người ta đem trồng dưới đất nữa, tùy theo cái sự chăm sóc của người nông dân, của người làm vườn, mà cái cây quýt hay cây cam đó nó tốt, nó cho quả tốt, hay là sự chăm sóc hay khẩu thả thì nó sẽ cho cái quả quýt hay quả cam nó không được như ý của mình. Hoặc khi đồng thời quýt có trái sai, trái nhiều, nhưng mà mỗi trái quýt có trái thì nó tròn, có trái thì nó bị khuyết tật do con ong nó đốt, cái chỗ đó nó không có phát triển, vân vân. Nó còn tùy theo. Nhưng mà chúng ta nói chung hãy trồng cam thì được quả cam, mà trồng quýt được quả quýt thôi. Chúng ta nói chung chung là như vậy. Nhưng mà nói chi tiết thì cái này không thể nói một cách rộng rãi chi tiết được, khó nói lắm thưa quý vị. Cũng như nghiệp quả khó nói, khó nghĩ bàn.
có suy nghĩ, có bàn bạc, chỉ nói một cách chung chung như vậy thì được. Chúng ta cần phải hiểu được cái câu hỏi thảo luận số 1 là như vậy. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi, qua cái câu thảo luận số 1. Nam mô Bổn Thầy. Sa thúc kính trường sư tổ thầy siêu. Bạch sư tổ thầy siêu, chúng ta thường nghe nói là nhân nào quả đó, quả đấy, hay là sự tương xứng giữa nhân và quả. Có lẽ sư tổ thầy siêu nhớ hồi xưa có sư Thiện Quang thân với anh em mình đó. Sư Thiện Quang sư nói đùa, sư nói rằng những Phật tử nào mà bố thí giao cạo tóc cho chư tăng, kiếp sau sanh ra không có tóc để mà cạo, khỏi cần cạo. Hay là mình bố thí giao cạo thì kiếp sau được giao cạo chẳng hạn. Đó là câu nói đùa, nhưng mà trên phương diện nghiệp nhân quả đó, mình hiểu sự tương xứng nghĩa là thế nào. Hay ví dụ như ở trong bài kinh này nói rằng những người nào mà cao ngạo, mà xem thường các cái bậc đáng kính như Sa Môn và La Môn, hay là các bậc trưởng thượng, kiếp sau sanh ra hèn hạ. Còn người, những người nào có tâm cung kính lễ độ thì kiếp sau sanh ra cao sang. Thì giữa cái sang và cái sự lễ độ, tại sao mà nó lại tương xứng với nhau? Như vậy chúng ta hiểu cái sự tương xứng hiệu quả như thế nào? Ví dụ như người ta nói bây giờ mình cho người ăn xin, kiếp sau phải là mình đi ăn xin ta cho lại không? Xin Thượng Tổ Hoan Hỷ giải rõ về điểm này. Kính thỉnh Thượng Tổ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái vấn đề nhân quả tương xứng là nó tương xứng ở điểm này. Như ở có một bài kinh mà chúng ta vừa qua đó, Đức Phật Ngài dạy khi một người tạo cái thân hành có tổn hại thì quả nó sẽ đưa đến cảm xúc có tổn hại, cảm thọ có tổn hại, một sanh loại có tổn hại. Còn khi một người mà tạo cái thân hành, khổ hành, ý hành mà không gây tổn hại thì sẽ được cảm xúc cảm thọ không tổn hại và sanh vào những cái sanh thú tương xứng là không có tổn hại. Có nghĩa là khi mà chúng ta, thí dụ như chúng ta bố thí, không phải nó tương xứng là chúng ta bố thí giao cạo, giao cạo tóc rồi đời sau sanh ra không có tóc đâu. Hay là bố thí cho người ăn mài, rồi sau này khi mình làm ăn mài mình sẽ có người bố thí lại, không phải vậy. Cái đó không phải là cái luật tương xứng. Mà tương xứng là như thế này: khi mà người ta đang đau khổ, người ta đang nghèo đói, mình ban cho người ta một cái sự sống, ban cho người ta một cái niềm vui, bởi vì đang đói khổ mà mình bố thí là mình ban cho người ta một cái niềm vui, thì chính do mình tạo đem lại một cái cảm giác an lạc cho người khác thì đời sau cái quả phát sanh thì mình sẽ có được cái tài sản an lạc, mình không phải bị nghèo khổ, vân vân. Chứ không phải là đời mình bố thí cho người ăn mài rồi sao mình lăn ăn mài rồi có người khác bố thí, không phải vậy. Mà nó tương xứng ở chỗ là chúng sanh họ cần cái gì, mình bố thí cho
đúng như là cái nhu cầu của họ, làm cho họ cảm thấy thỏa thích, cái vui thích, thì như vậy đời sau cái quả phát sanh ấy, thì mình sẽ có được những cái tài sản như ý muốn, tức là tài sản nó phát sanh giúp cho mình có cái sự thỏa thích, có sự vui thích, thì như vậy đó, được gọi là một cái sự tương xứng. Còn khi mà mình tạo cái ác nghiệp đó, thí dụ như bây giờ thế này, nếu như một bác sĩ họ giải phẫu cho một bệnh nhân nhưng mà không thành công, khiến cho bệnh nhân đó bị chết đi, thì như vậy không nên nói rằng bác sĩ đó là sát nhân, sát sanh, rồi sau bị quả yểu tử vậy. Ngay trong lúc đó, ông bác sĩ này chỉ muốn cứu bệnh nhân, và ông ta đem hết cái kiến thức về y học mà ông ta biết để ông ta làm. Nhưng mà vì nó có những cái trục trặc, thí dụ như là cái vết thương bị nhiễm trùng, hoặc giả là khi mà ông ta mổ sẽ cái tay bị rung, do đó cho nên nó bị phạm nhầm cái chỗ mạch máu vân vân, thì như vậy ra máu nhiều mà bệnh nhân nó phải chết. Hay là vì trong lúc mà cho thuốc gây mê, bệnh nhân đó họ bị cái chứng bệnh, thí dụ như là suy tim hoặc cao áp huyết, nhưng mà vì đánh liều thuốc gây mê nhiều thì làm cho nó suy sụp luôn, thì cái chết cái đó đó là do một cái sự bổ sát, chứ không phải là do cái sự cố sát, thì cái quả nó sẽ khác do, chứ không phải đó làm chết người thì phải chịu cái hậu quả tương xứng là phải bị chết, không phải vậy. Cho nên một người sát sanh đó, một người mà giết người khác, làm cho người khác chết, làm cho người khác mệnh trung, nó cũng còn phải tùy theo cái tâm của người đó hành động như thế nào, nó sẽ đưa đến. Cho nên khi mà nói đến cái sự tương xứng giữa nhân quả, thì chúng ta chỉ lấy theo hiểu hễ mà mình hành động bằng thân mà khổ bằng ý, mà không có gây tổn hại cho người khác, mà trái lại đem đến cái sự an vui cho người khác, đem đến sự quan hỷ cho người khác, đem lại cho người khác, ban cho người khác một cái sự an ổn, thì như vậy quả đời sau là chúng ta bất cứ cái gì mình được cái gì, miễn làm sao mà mình được an ổn, mình không có bị tổn hại, như vậy là nó tương xứng với cái nghiệp mình đã tạo. Còn hễ mà chúng sanh tạo cái phước đó, mà gây tổn hại, thí dụ bây giờ mình bây giờ một người khi mà bố thí cho người khác, trước khi bố thí cho một người ăn xin nghèo khổ, phải dằn vặt, phải mắng giết, phải chửi rủa, hoặc là phải bắt cái người nhà nghèo đó là phải làm cái này là ở kia cực khổ rồi mới cho ăn cho uống vân vân, thì như vậy rõ ràng là trong lúc bố thí có gây tổn hại cho người khác, thì đời quả đời sau muốn được tài sản, muốn được tiền bạc, muốn được cái thức ăn thức uống khó khăn nha, chứ đó không phải sung sướng gì. Còn khi một người mà họ muốn bố thí là họ tạo cho người khác một cái niềm vui, một cái sự an ổn, thì đời sau cái quả tài sản phát sanh lên được cái sự an ổn, thì chúng ta lấy ở khía cạnh đó thôi, tổn hại và không tổn hại, đem lại niềm quan hỷ hay là không quan hỷ cho người khác, thì trong trường hợp đó
nên quả nó sẽ tương xứng như thế. Đó là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi thảo luận số 2 Thượng Tọa Giác Đấng vừa nêu Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú, kính thưa Thượng Tọa Thầy Siêu, bạch Thượng Tọa Thầy Siêu, tại sao trong kinh có những cái trường hợp mà chúng ta nghe nói về nhân quả mà có vẻ như không có tương xứng? Thí dụ như là nói rằng một người mà nó thường nói nhảm dí vô ích, nói phím luật nhảm dí vô ích thì sanh ra cái thân thể cồm cõi. Mình thấy thân thể cồm cõi gầy gò đâu có liên quan gì tới cái chuyện nó nhảm dí vô ích không? Hay là ở trong kinh cũng nói rằng một cái người mà bố thí thực phẩm là cho cái sự biện tài, và đời sau có cái nhân sanh là biện tài, tức là có cái có cái khả năng biện luận chẳng hạn, thì có khẩu tài. Bây giờ chúng ta có thể giải thích là như vậy những cái nhân đó quả đó nó liên hệ nhân như thế nào không? Kính thỉnh thưa rồi. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Như đã nói thì ở hai câu thảo luận 1, câu thảo luận 2 chúng ta đã nói cái vấn đề nghiệp quả là một điều bất khả tư nghi. Nó có nhiều khía cạnh đa dạng, chúng ta không thể biết hết, không thể nói hết được. Ở trong cái câu thảo luận 2 như chúng ta nói là cái gì nó cũng phải, nó có cái sự tương xứng, nhân quả nó có sự tương xứng. Nó tương xứng như thế nào? Thí dụ như bố thí thực phẩm mà nói là nhân sanh biện tài thì cái đó nó tùy theo cái tâm tư của người đó có sự tác ý. Bây giờ thí dụ như mình gặp một vị tỳ kheo đa văn biện tài làm lợi ích cho Phật pháp, làm lợi ích cho chúng sanh, cái Phật tử chúng ta có cái tác ý nghĩ rằng ta sẽ cúng dường đến cho cái vị giảng sư này hay vị thư này, vị tỳ kheo này, vì chính vị đó là người có trí tuệ sĩ dương Phật pháp, đem lại lợi cho chúng sanh. Vị đó là một vị biện tài trong giáo pháp. Khi mà tác ý như vậy rồi chúng ta cúng dường thì nó sẽ phát sanh lên trước cho người đó, cho quý vị. Thí chủ á, thí chủ có tác ý như vậy thì cúng dường chính cho nhân bố thí này, và đời sau họ sanh ra vậy. Nó có nhiều lắm. Thí dụ như thí thực, Đức Phật này nói rằng là vì khi mà thí thực á, bố thí Phật thực đến chư tỳ kheo là giúp cho chư tỳ kheo được thọ mạng, tức là được sống lâu, được thọ mạng ai vú du sắc quanh nát, được an lạc xuất khác,
và được sức mạnh ba la. Thì do vậy thí chủ là người thí thực thì cũng sẽ được bốn cái quả báo đó, tức là được dung sắc, được thọ mạng, được an vui, được sức mạnh. Thì chúng ta nghe qua chúng ta thấy, ồ, ở trong bài kinh này khi mà nói đến sắc đẹp á, một người có dung sắc, sinh ra ở đời mà được dung sắc, sắc tốt, sắc được xinh đẹp á, là do người đó không có cái tâm sân hận, hiềm hận. Còn sao ở chỗ này thì đúng là thực đem đến dung sắc là sao? Thì thưa vị cũng tương tự như trường hợp này vậy. Tức là do nơi cái người đó tác ý. Vì người đó họ nghĩ rằng khi mà chúng sanh mà bị đói đó thì họ sẽ xấu sắc, xanh xao vàng vọt, ốm o gầy mòn. Ta sẽ bố thí vật thực cho người đó dùng no. Khi mà mình đã no rồi đó thì sức khỏe tốt, màu da tốt, được sung mãn, vân vân. Thì mình tác ý như vậy thì cái quả nó phát sinh lên, thì người thí thực đó nó sẽ đưa đến cái quả là có sắc đẹp. Thí dụ vậy. Thì tương tự như thế, ở đây khi mà một người mà bố thí thực phẩm là nhân sanh hiện tại, không phải tự nhiên mà nhân sanh hiện tại đâu, mà người đó phải có tác ý cúng dường đến cho cái bậc biện tài, vì đem lại lợi ích cho giáo pháp, cho người khác. Rồi vị đó chúng sanh đó, thí chủ đó bố thí cúng dường cho cái vị biện tài thì sẽ được cái quả biện tài. Hoặc như Đức Kinh nói rằng một người thường nói lời vô ích giảm dí thì sanh ra thân thể gầy còm, thân thể cần cỗi. Thì trong trường hợp này chúng ta cũng dễ hiểu thôi thưa quý vị. Bây giờ mình một người có cái tật hay là ngồi lê đôi mắt, đi đến phá mất thời gian của người ta, làm cho người ta phải mòn mỏi, người ta ngồi người ta nghe và nói chuyện, người ta lịch sử người ta không gì có bỏ đi, nhưng mà tối ngày cứ nói chuyện vô ích như vậy, nghe riết người ta cảm thấy mệt mỏi quá. Thì chính vì cái lời nói vô ích đó gây cho chúng sinh khác một cái sự mệt mỏi thiểu não như vậy, thì đời sau cái quả của cái người nói vô ích thì sinh ra cơ thể gầy còm nữa. Cái chuyện nó cũng dễ hiểu thôi thưa quý vị. Hễ mà chúng ta nói gì ra đem lại lợi lạc cho người khác thì đời sau chúng ta có nhiều lợi lạc. Chúng ta nói gì ra làm cho người khác quan hỷ trong thiện pháp thì đời sau chúng ta dễ thâm nhập với thiện pháp. Đơn giản vậy thôi. Cứ theo đó mà chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ biết, chúng ta sẽ biết ý nghĩa này, và chúng ta phải biết, chúng ta sẽ biết là chúng ta sẽ phải làm gì trong cái nghiệp mà chúng ta tạo. Cái đó là do tâm thôi quý vị. Mà quý vị muốn biết như vậy là quý vị cần phải hiểu vi diệu pháp một cách chặt chẽ, để chúng ta mới có thể nói hay làm hay suy nghĩ bằng cái tâm thiện đó, nó tương ưng với cái đặc tính nào, cái thuộc tính nào, tâm sở nào thì nó sẽ phát sinh lên cái đó. Thí dụ như bây giờ một người bố thí, mà trong lúc mà bố thí trì giới mà người đó luôn luôn có cái niệm bén nhạy, tức là có cái sự ghi nhớ biết mình, thì người đó thường cận y duyên, đời sau sanh ra
được cái quả vị thục tốt đẹp, mà lại là người có cái sự tỉnh táo, luôn luôn có cái sự ghi nhớ biết mình, vân vân. Hay là một người bố thí mà có sở mưu tính, tức là có cái niềm tin sát tha với đa năng đề tí. Người bố thí bằng cái niềm tin đó, tin lý nhân quả cũng chắc thật, thì người đó đời sau khi mà sinh ra đó được cái quả báo có tài sản. Mà chẳng những vậy mà được cái dung, được cái người khác tín nhiệm, vân vân. Ở trong Tăng Diệu Kinh khi mà nói đến Sapurisadana, tức là cái sự bố thí của bậc chân nhân đó, thì có đề cập đến vấn đề này. Cũng như sắc cái chăn đa năng đề tí, tức là bố thí mà có sự tôn trọng người khác đó, thì Đức Phật nói rằng đời sau người đó sẽ được cái quả vị thục có tài sản lớn, mà đồng thời người này sẽ có đồ chúng tùy tùng đông, những người mà họ đi theo phục, họ có sự tôn trọng kính trọng như là bậc chủ cả của họ. Thì như vậy là do nhờ đời trước họ bố thí mà có cái sự tôn trọng người khác, cung kính người khác. Thì mỗi một cái việc làm của chúng ta nó sẽ có một cái duyên phụ trợ, và cái duyên phụ trợ đó chính là cái tác nhân để mà đem đến cái quả vị thục. Mà chúng ta nghe qua chúng ta thấy tưởng chừng như là nó không tương xứng, nhưng mà thưa quý vị, chỉ có Đức Phật là Ngài mới biết được Đức Phật thôi. Cho nên cái ý nghĩa này nè, quý vị nghe cái câu chuyện mà Tôn giả Năng Đa, mà Ngài sẽ dĩ mà là bậc đa văn đó, là do trong đời quá khứ có lợi tiếp mà sanh làm cái người thợ dệt, Ngài cúng dường sắp vải cho một vị Phật Độc Giác để may y. Lúc đó Đức Phật Độc Giác Ngài nhận sắp vải, Ngài đứng đó, Ngài chưa đi, thì người này mới nghĩ rằng à, vì chắc có lẽ là Ngài nhận vải làm sao mà may được nếu không có kim và chỉ. Thế là người ta dưng kim và chỉ luôn. Thì bố thí vật chất ấy, thì đương nhiên phải được vật chất, chúng ta cứ nghĩ vậy. Nhưng không, do vì Ngài có cái sự nhận biết được tâm ý của người khác mà Ngài đáp ứng đúng như vậy, cho nên đời sau có cái tri tuệ đa văn bé nhạy. Hễ một cái gì mà Ngài nghe một lần thì Ngài nhớ, Ngài nhớ nhớ kỹ lắm thưa quý vị. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu cái vấn đề này nói nhiều thì nó cũng chỉ vậy thôi. Cho nên chỉ nói chừng đó để cho Phật tử chúng ta hiểu. Bây giờ xin thỉnh Thượng Tọa điều hợp cho các vị khác. Hôm nay ở trong room cũng đông á, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Pháp Đệ Đức Pháp Tính, Thượng Tọa Pháp Đăng thì mới giảng xong rồi, bây giờ còn 15 phút nữa thỉnh ba vị ba câu. Sa thú kính chân Thượng Tọa Thầy Sư. Thật ra thì hôm nay đề tài có rất là nhiều điểm mà chúng ta nên thảo luận một cách rất là chính xác đó. Thật ra Thượng Tọa Thầy Sư Quang Hỷ trả lời thêm cho hai câu nữa rồi Thượng Tọa đi nghỉ. Sau đó thì Chư Tăng sẽ điều học phần còn lại. Thưa Tòa Tề Siêu, trong trường hợp mà mình nói rằng cái người sát sanh thì đời sau họ bị yếu thọ, còn cái người mà không sát sanh đời sau trường thọ. Nhưng mà chúng ta sống ở miền quê ấy, thì thường xảy ra chuyện này là có những người trong tháng họ sát sanh rất là nhiều, hầu như mỗi ngày. Nhưng mà họ trong 8 ngày giới thì họ thọ bát quan trai, họ không sát sanh. Thì như vậy là có những ngày họ không sát sanh và có những ngày họ thường sát sanh. Thì bạch thượng tọa thầy siêu, khi mà chúng ta nói quả báo, chúng ta quả báo như thế nào?
Tại vì trong cái bài kinh này thì nói rằng người không sát sanh thì trường thọ, mà người sát sanh thì yếu thọ. Nhưng mà người này thì thường sát sanh, có những ngày giới không sát sanh. Thì Tổ Quan Hỷ trả lời giúp. Dạ. Kính thưa quý vị, nếu chúng tôi trả lời cho đủ ý nghĩa thì câu 4, câu 5 là đã hết giờ, bởi vì chúng ta chỉ còn có 12 phút nữa thôi. Cho nên chúng tôi chỉ trả lời vừa đủ là câu thứ 4, câu thứ 4 ấy. Những người thử sát sanh nhưng mà mỗi tháng đều có kia sát sanh vào những ngày giới, như vậy thì cái quả báo như thế nào? Thì thưa quý vị, cái này cũng là nghiệp quả bất khả tư nghị, chúng ta không thể cộng trừ nhân chia rồi chúng ta tính cho sòng phẳng được. Nghiệp quả không thể tính sòng phẳng được, mà chúng ta chỉ nói như thế này. Họ sát sanh với họ kia sát sanh, thì cái sự sát sanh đó là thường sát sanh bằng cái tâm sân đua sanh chết tác, bằng cái tâm mà hủy diệt, bằng cái tâm ác ý muốn hủy diệt mạng sống của chúng sinh khác. Còn gọi kia sát sanh đó thì chúng tôi có thể nói rằng người này kiêng sát sanh chẳng qua là vì cái nghi lễ mà thôi, bằng một cái nghi lễ tôn giáo mà thôi, chứ không phải là kiêng hẳn sự sát sanh bằng cái tâm từ tâm bi đâu. Vì sao vậy? Vì nếu như một người mà có được một cái bản chất từ bi đó thì không, những ngày khác không có thường sát sanh nào. Do vậy chúng tôi mới dám kết một người thường sát sanh thì sau đó trong những cái ngày mà được gọi là cái ngày giới, ngày giới ở trong ngoặc kép của họ đó, gọi là trong cái ngày giới họ kiêng sát sanh, thì họ chỉ sát sanh có, họ kiêng sát sanh cho có lệ theo cái phong tục thức tôn giáo. Vì vậy chắc chắn là người này sẽ bị cái quả, chịu cái hậu quả là cái quả của sự sát sanh là yếu thọ, chắc chắn là yếu thọ. Bởi vì khi họ sát sanh đó thì họ không phải là bằng cái tâm thiện, tâm từ bi được, mà họ sát sanh phải là tâm sân, phải là tâm bất thiện. Còn trong khi họ giữ giới không sát sanh đó, không phải bằng một cái tâm thiện hoàn toàn, mà chỉ vì một cái sự chấp thủ về cái nghi thức, một cái hạnh tu nào đó, có thể là họ rơi vào cái giới cấm thủ cũng không chừng nữa. Cho nên ở đây cả hai việc đó, nếu một người những ngày khác sát sanh này, lâu lâu thỉnh thoảng có ngày họ ăn chay họ không sát sanh, thì chắc tôi nghĩ rằng là người này phải bị cái hậu quả của sự sát sanh, chứ không lấy cái ngày mà họ ăn chay không sát sanh đó để mà tính tiền với họ đâu. Bởi vì cái tâm lý của họ nó khác rồi. Đó là câu trả lời số 4 của chúng tôi. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời cái câu số 5. Quý vị cho biết cái câu số 5 này. Xin hỏi quý vị câu số 5. Nếu không có câu số 5 thì chúng tôi nghỉ nha. Ồ khó rồi. Tưởng quý vị không có đưa lên đi chứ. Thì tại sao phước ở đây chỉ đề cập đến văn
tuệ ở đây. Thưa quý vị, cái trình độ của thanh niên xuất phát tu đại giá, Đức Phật hành thuyết tùy theo cái trình độ của đối tượng nghe pháp. Đối với vị thanh niên này muốn hỏi về cái câu mà Đức Thế Tôn ngài nói tâm ăn sa tê quy phát cho tí và đi đăng nhất panita và tí nghiệp phân loại chúng sanh có ưu thắng có hạ liệt đó, thì ông ta anh ta mới hỏi Đức Phật cái câu nói tóm tắt như vậy, xin Đức Thế Tôn giảng giải ý nghĩa rộng rãi cho chúng con được biết. Thì khi đó Đức Phật mới giảng về bảy loại nghiệp hành đưa đến quả tốt và bảy loại nghiệp hành đưa đến quả xấu. Thì trong trường hợp này, khi mà anh ta đang hỏi pháp Đức Phật và Đức Phật thuyết pháp cho anh ta nghe, vì vậy cho nên ngài mới lấy cái điểm này để ngài trình bày về cái phạm trù thứ bảy, tức là cái người có trí tuệ. Người mà sanh ra ở đời này được trí tuệ là do hay tìm đến các vị sa môn và la môn để học hỏi thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là pháp nên hành và không nên hành, vân vân. Chỉ là đề cập đến văn tuệ mà thôi, được trí văn, đề cập đến trí văn là tại vì nó tương xứng với, tương ứng với câu hỏi, tương ứng với hoàn cảnh của Xuất Phát Tu Đại Giá. Còn cái vấn đề mà tuệ văn và tuệ tu, ở tuệ tư và tuệ tu đó, là ở chỗ này Đức Phật ngài không có nhắc đến, ngài không có nhắc đến. Nó cũng vì cái lý do là ngài nêu nổi bật về cái chuyện mà hỏi một người hay đi tìm hỏi pháp á, thì nhân phát sanh trí. Ngay trong lúc đó ngài không có đề cập đến những cái vấn đề khác làm cho chàng thanh niên này bị rối đi. Tuy nhiên ở đây riêng về nghe pháp thì chúng ta phải hiểu trong câu này Đức Phật này có nói đến bảy cái loại nghiệp hành đưa đến quả tốt, bảy loại nghiệp hành đến quả xấu, thì đương nhiên là chúng ta phải dùng trí tuệ để mà chúng ta suy tư, dùng trí tuệ mà suy tư. Thí dụ như hồi nãy đến giờ đó, Thượng Tọa Giác Đẳng có hỏi cái vấn đề nghe nói bố thí là nhân sanh giàu có, nhưng mà tại sao có những trường hợp Đức Phật này vẫn thuyết rằng bố thí nhân sanh ra biện tài, hay là sự thí thực là đưa đến cái sự sống lâu, đưa đến thọ mạng, dung sắc, an lạc và sức mạnh. Thì chúng ta dùng cái trí tư để chúng ta suy nghĩ thì cũng phát sanh trí, thưa quý vị. Nhưng mà ở trong cái bài kinh này đó thì chỉ đề cập có nhiều chứ không có nói đến cái tuệ tu, là bởi vì không có đề cập đến vấn đề đạo quả, cái trí đắc thiền hay trí đắc đạo quả này. Thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi 4-5 như vậy. Tuy vậy cũng là mất thời gian, chỉ còn có 3 phút nữa thôi. Nhưng tôi xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thú kính trình chứng tỏ tôi sư. Thứ Phật tử, bài kinh ngày hôm nay và bài kinh ngày mai rồi nói về nghiệp, là hai bài kinh đó có rất là nhiều điểm tế nhị mà chúng ta cần hiểu. Đa phần cái hiểu của chúng ta về nghiệp báo đó, nó là theo văn học, theo văn chương, và chúng ta hiểu theo cách hiểu thiệt thường thức. Ít khi mà chúng ta chịu suy nghĩ nghiệp báo đúng nghĩa theo cái lời Phật dạy nói như thế nào. Thì chúng tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ kiên nhẫn dành thời giờ để đi vào một số chi tiết. Những chi tiết này rất là lợi lạc cho chúng ta có cái nhìn tương đối chính xác về nghiệp. Đừng bao giờ hiểu rằng chúng ta tin vào nghiệp, tin vào nhân quả cứ là chúng ta tin đúng đâu. Chúng tôi có thể cam đoan với quý vị 2/3 những cái niềm tin về nhân quả của Phật tử đều là sai với kinh điển hết. Chúng tôi nói như vậy, quý vị sẽ rất là ngạc nhiên. Mà những cái đề tài rất là phổ thông nhưng mà chúng ta lại không có chịu hiểu nhiều, chúng ta không hiểu kỹ. Và do vậy nên trong cái giờ thảo luận chúng ta cố gắng, ngoài cái bài giảng tới giờ thảo luận, chúng ta cố gắng dành thời giờ để đào sâu chi tiết một chút. Rất là lợi ích bài kinh ngày hôm nay và kể cả bài kinh ngày mai. Và chúng tôi muốn nói về cái chữ mà tiểu nghiệp phân biệt và đại nghiệp phân biệt. Cái cách dịch như vậy người ta nghe người ta dễ hiểu lầm. Tưởng đâu tiểu nghiệp phân biệt tức là chúng ta có phân biệt về kinh những nghiệp nhỏ, đại nghiệp phân biệt là phân nghiệp về nghiệp lớn. Đúng ra bài kinh này trong ý nghĩa nguyên văn đó, tức là một tiểu kinh phân tích về nghiệp và đại kinh phân tích về nghiệp, tức là cả hai kinh đều phân tích chứ không phải phân biệt, phân tích về nghiệp, nhưng bài kinh ngắn và kinh dài. Do đó chúng ta có một tiểu kinh phân tích về nghiệp, có một cái đại kinh phân tích về nghiệp. Ngày mai này, thưa quý vị, chúng ta sẽ trở lại với bài kinh đại kinh phân tích về nghiệp. Và chúng tôi nhắc quý vị rằng hôm nay trong cái báo cáo sơ bộ đó, thì 12 tiểu bang Hoa Kỳ đang có một cái sự lây nhiễm tăng rất nhanh. Ví dụ California tăng gấp rưỡi, tức là tăng 50%, một con số rất là đáng ngại. Và vì vậy người ta đang có một cái phong trào sau những tháng, những tuần lễ cách ly đó, bây giờ người ta ra bên ngoài rất là nhiều. Và người Mỹ thì họ rất là khó chịu với cái gì không có thoải mái, nhất là đeo khẩu trang. Do họ ra ngoài không có đeo khẩu trang. Chúng ta đặc biệt đừng bắt chước họ, đừng bắt chước số đông, tại vì rất là nguy hiểm. Ở khắp nơi, thưa quý vị, người ta đang cố gắng để trở lại cuộc sống bình thường một cách không bình thường. Trở lại bình thường, cách không bình thường là cách trở lại này đó, là một thái độ bất chấp, một thái độ không có. Chúng ta đã kiên cử nhiều ngày rồi, quá tốt rồi, bây giờ tự nhiên thấy không đi về đâu hết. Giống như người ta nói, ủa mình lái xe mình cẩn thận quá mà rồi mình cũng bị ticket, mình lái xe cẩn thận quá rồi mình bị tai nạn, vậy mình không nên cẩn thận làm gì, nói như vậy là phải. Do vậy xin tất cả chúng ta cố gắng tiếp tục, và tiếp tục rất là cẩn trọng với những tháng ngày sắp tới. Và những chuyên gia đều cho biết rằng cái đỉnh điểm của đại dịch có thể trở lại một cái đỉnh điểm thứ hai, sự bùng phát dữ dội thứ hai. Mà việc đó nó đang đang có một cái ảnh hưởng rất lớn. Dạ vâng, chúng tôi biết rằng tổng thống và phó tổng thống không đeo khẩu trang. Người ta có nói rằng ở tại nước Mỹ đang có một cái quan điểm về y tế là theo chính trị, nhưng mà chúng ta đừng đặt vấn đề đó nặng. Chúng ta cố gắng để bảo vệ tốt cho mình. Đeo khẩu trang vẫn là tốt cho mình và tốt cho những người khác. Chúng ta cố gắng. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp của Đà Lạt. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào Rung để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giả. Sa thu lành thai. Con Khai Ma thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin ai nhất tâm hồi hướng.
Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt-tha-ya. Nhật Quỳnh Đế Kinh, Nhật Quỳnh ơi. Con xin hồi hướng phước lành là khắp cùng pháp giới chúng sanh dừng mẹ cha thầy tổ ân nhân hiền tiền quá ban tròn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thường kiên nhà nhà an thương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành vốn quả vị nhân sa phang su mang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti on tu ni ron da rang o tu sa phang su mang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa tha ma lu pa ve na so ti on tu ni ron da rang o tu sa phang su mang ga lang ga khan tu sa pa devata sapa sangha lupa vena sotti ondu yeron sarang viên công đức đã làm kiến kiến làm giải thoát đệ tử và chúng sanh